nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Mày có chữa với cậu Hai Trọng rồi phải không? Dạ. Dạ. Dạ sao? Sao? Dạ phải. Phải à? Trời ơi, đồ con gái hư, gái hư. Trời ơi, anh Hai, anh Hai. Trời ơi, anh Hai, trời ơi, cho tôi xin đi anh Hai. Cô để tôi đánh nó, tôi đánh cho nó chết. Đồ anh Hai, anh Hai. Anh Hai à, cháu nó lỡ dạy, dù anh có đánh chết nó cũng không cứu vãn được gì. Vả lại, cháu nó đang bụng mang dạ chữa, cần tránh những điều xúc động. Muốn chi giọt máu rơi trong bụng nó là cháu ngoại của anh. Cô Sáu ơi, từ lúc mẹ nó mất đi, 9 năm trời ở dãy núi con, tất cả đều hy sinh cho con trọn vẹn. Người ta khuyên tôi kiếm thêm vợ kế, nhưng tôi không muốn con tôi phải khổ đau trong cảnh mẹ ghẻ con chồng. Lão nhọc do xương tôi vẫn gánh gồng, cho đứa con gái cưng yêu được trắng da dài tóc, để thỏa lòng người vợ hiền nhì nơi chốn cửu biên. Tôi đâu có ngờ nó trắc nó lang tăng, làm xấu hổ mẹ cha nhục nhã cùng thôn xóm. Lại ơi, tao tức vì mày vô cùng ngu ngốc, có khi nào qua đồng cỏ nổi lại được đặt trong bình sứ lọ đồng. Tía ơi, anh chồng anh khóc lóc mấy đêm rồi, anh hứa với con, anh nói là anh nhất định anh xin ba má anh đi cưới con đó tía. Đó, cô nghe nó nói chưa? Anh Hai, cháu nó dạy hay tin người, anh Hai đừng giận nó tội nghiệp. Làm sao không giận được cô Sáu? Chẳng những tôi giận mà tôi còn tức nữa. Cô thấy đó, thằng Năm Xanh là một đứa hiền đức, còn thầy Ký Yên ăn học đàng hoàng, thằng Tùa Tí là một người sang trọng, cả ba đều yêu nó, đeo đuổi nó, vậy mà nó lại đi chê. Nó chê nó đi thất thân cùng thầy Hai Trọng. Cô nghĩ coi có tức không cô Sáu? Rồi đây cô xem, cô xem số phận nó sẽ lao đao lận đận trong vô thắm đoạn trường. Khúc con lại nó phúc hậu dễ thương, tuy giờ nó gặp cảnh tối tăm, nhưng tôi tin ngày mai lại sáng, vì trời Dạ chào bà. Thưa bà, hôm nay bà tới nhà tôi có chuyện chi? Cũng có chút chuyện. Chú Hai à, dạ. Tôi qua đây dặn chú, ngày đám cưới đã gần, chú Hai phải tới đó để uống ly rượu mừng. Mặc áo đỏ bông to mừng cậu chồng con tôi cưới vợ hiền ngoan. Nhớ không dân mặt dân là tôi dân, nếu có bận chỉ phải cho tôi hay. Trời, tía ơi. Kìa Lai, con sao đó con? Dạ không sao. Dạ xin lỗi bà. Thưa bà Hội, chắc con tôi nó bị cảm. Cảm à? Tôi tính đám cưới của cậu Hai phải nhờ nó giúp, mà nó bị bệnh, thật là rủi quá. Chú Hai à, chú cầm số tiền này, tôi thưởng công cho chú và con nhỏ của chú đó. Thưa bà, tiền công tôi đâu có nhiều quá vậy. Chú cầm đi mà, tôi cho thêm con Lài đó để nó mua quần áo. Thưa bà, tôi sắm cho nó đủ rồi, chắc nó không cần nữa. Bộ chú chê tiền tôi hả chú Hai? Dạ thưa bà, tôi đâu dám. Chú Thợ Hai à, theo tôi nghĩ là con Lài nó cần tiền lắm. Tôi nghe phong phanh là nó... Thưa bà, chắc cậu Hai có nói với bà gì việc con tôi có thai? Mèn ơi, có thai với ai vậy chú Hai?
Việc đó chắc bà biết rồi. Nó có thai với một thằng đàn ông đã lừa gạt và phụ bạc nó. Người đó là cậu hai. Cái giọng của chú là chú quán trách tôi đó phải không? Tại chú không biết dạy con chú để nó biết thân biết phận của nó mà đừng quyến rũ cậu hai. Tôi chưa có trách chú sao chú lại trách tôi? Dạ thưa bà, nhưng... Chú để tôi nói hết cái đã. Chú cũng hiểu gia đình tôi là gia đình danh môn lễ giáo, không bao giờ chấp thuận một việc làm bậy bạ như vậy. Cậu hai phải cưới vợ con nhà danh giá giàu sang. Lại nghe cho rõ đó con. Ngay bây giờ tôi phải làm cho cậu hai và con Lại không còn dính líu với nhau, để cho tôi về bề định liệu. Nếu nó lỡ có thai với cậu hai, tôi phải cho tiền để nó lo sanh. Chừng nó sanh xong, tôi sẽ bắt đứa nhỏ về bao bọc và cho tiền nó thêm để làm vốn sinh nhai. Nãy giờ nghe lời bà, tôi hiểu bà tốt hay xấu với gia đình của tôi. Con tôi hư tôi không trách phiền, chỉ tại tôi không biết dạy con. Nhưng thưa bà, nó là một gái quê dốt nghèo khờ khảo, nên nó mới lâm vào sự nghi gạt gẫm của cậu hai. Bà trách con tôi quyến rũ cậu hai, nhưng bà không biết cậu hai đã rình rập săn mồi gài bẫy thế nào để cho con gái tôi phải thất thần với cậu hai. Thưa bà, nếu con Lại con tôi nó có lỗi là vì nó quá tin cậu hai. Nó tưởng lầm hễ con nhà danh môn lễ giáo thì không biết gạt gẫm thiên hạ. Chú thợ hai, chú xỏ xiên tôi đó hả? Chú không được vô lễ, chú đòi bao nhiêu chú cứ nói thẳng ra đi. Sự thiệt hại cha con tôi không đáng là bao, nhưng nhất định bà không bao giờ bù đắp nổi. Trinh tiết của con gái tôi, danh dự nhà tôi không có sự giàu sang nào mà bù đắp được. Chúng tôi không cần ai thương hại hết, như là thương hại bằng cách ném đồng tiền để che đậy cái quấy. Bữa nay chú dạy khôn tôi đó hả? Không dám. Thở giờ tôi tưởng chú ăn nói chậm chạp, té ra miệng lưỡi của chú cũng lanh lợi sắc sảo quá sức mà tôi không dè. Chú là tá điền của tôi mà chú muốn chống lại tôi, chú không sợ tôi đuổi cổ chú ra khỏi điền hay sao? Bà khỏi đuổi, nội ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác. Nghèo mà làm tàn, giàu mà làm phách. Tía, tía ơi, vì con mà tía bị người ta nặng nhẹ. Con Lại tía, xin tía tha tội cho con. Đứng dậy đi, vào lo với cô Sáu phụ đồ đạc, tao đi mướn xe. Anh hai à, đi liền sao anh hai? Mà anh tính đi đâu? Tôi cũng chưa biết đi đâu nữa. Nhưng ở nấn nã lại đây, ông hội đồng tới đây là khó đi lắm. Phải đó, ông hội đồng rất biết điều. Ông quý anh hai và có bộ ông cũng thương con Lại nữa. Nhưng bà thì khó chịu lắm. Tôi quyết lòng đi rồi. Cô Sáu lo phụ dọn với cháu, cái gì cần dùng đem đi, cần thì gửi lại anh Cặp rằng sung anh lo dùng. Đồ đạc thì lo gì, chỉ lo là mồ mả của má rồi đây không ai săn sóc. Tao chịu nhục nhã hết nổi rồi. Mày muốn ở lại giữ đám cưới của cậu hai trọng thì mày ở đi. Anh hai, Lại, con đừng làm cho tía con buồn. Mình đi ít lâu rồi lại về thăm viếng mồ mả ông bà, chứ có bỏ đi luôn đâu. Ô, có người bà con ở Khánh Hội, lên đó rồi mình sẽ tính. Thôi, để tôi đi kêu xe. Lại ơi, Lại, má anh đuổi em phải không em? Không có ai đuổi cha con tôi hết. Tự tụi tôi muốn đi ra khỏi chỗ này. Còn 3 ngày nữa cậu cưới vợ rồi mà. Cậu tới đây làm gì làm khổ con tôi nữa chứ. Dạ thưa bác, bác hiểu cho cháu. Dạ lỗi này là do cháu, tại cháu hèn yếu quá, cháu không thể cãi lời của má cháu. Lại à, em tha lỗi cho anh nghe Lại. Anh đừng nói gì nữa hết à. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Từ đây tôi với anh mỗi người một con đường. Tôi chúc anh hạnh phúc đó. Xin cậu về đi, đừng để bà hội làm nhục tôi thêm nữa. Đi đi. Dạ cháu đi. Lại, Lại cố gắng quên anh đi. Quên anh để làm lại cuộc đời mình.
để cho anh bớt lòng ân hận. Lại anh Trọng, trời ơi anh Trọng, con Lại. Kìa Lai. À, dạ. Cha con mày đã dọn khỏi điền tao rồi, mày lén về đây làm gì mà lắp ló đó? Mày có ý gì đây hả Lai? À, dạ. Dạ thưa, dạ tôi về tôi thăm mã má tôi, đi ngang cái tay đám cưới nên tôi coi chơi hả? Chứ không phải mày có ý làm xấu thằng Trọng hả? Dạ thưa bà, bà đừng nghĩ làm như vậy. Tôi suy nghĩ lòng dạ bạc bẽo của đàn ông không xứng đáng gì để cho hai người đàn bà phải tranh giành với nhau, nên tôi không làm cái việc tồi tàn ấy đâu mà bà lo. Tôi bị con bà làm khổ, tôi ráng tôi chịu khổ một mình còn hơn là trả thù con bà và làm cho một người đàn bà khác khổ vì con của bà nữa. Mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, mày mới dám nói tay đôi với tao như vậy phải không Lại? Mày muốn gieo tiếng ác để bỏ đi cho vừa bụng mày phải không? Dạ thưa bà, dù cha con tôi phải nuốt hận mà đi, nhưng tôi vẫn nhớ bà là người đã sanh ra anh Trọng. Nên bà có làm điều gì áp bức tôi thì tôi cũng phải cắn răng cam chịu. Mày cũng nên an phận thủ thường, vì lời tục có nói, hễ trèo cao là té nặng, mày nhớ chưa? Dạ, tôi hiểu. Tôi hiểu thân phận tôi lắm thưa bà. Tôi vẫn hằng lo sợ có một ngày này, tại tôi ngây thơ, tôi khờ khạo và mù quáng tin vào lời thề tốt nặng nề của anh Trọng, nên tôi mới bị anh làm hại cuộc đời tôi như vậy. Lại, tại sao ba con không cho bà chuộc lại lỗi lầm của cậu hai bằng đồng tiền chứ? Ba con đã không thuận theo ý của bà mà con thì cũng chống lại nữa. Thưa bà, ba con nghèo cách mấy thì cũng cam chịu, chứ không thể nào bán con như vậy được. Con thương anh Trọng chứ đâu phải con thương đồng tiền và địa vị danh giá của anh đâu. Bà biết, bà biết con tốt lắm. Thiệt, thằng Trọng đối với con không phải chút nào hết, và nó cũng làm khổ cho bà hết sức lận. Bà biết con thương nó, nhưng thương sao cho người yêu mình được vẹn toàn hạnh phúc thì mới nên thương. Thưa bà, con không có ý phá đám cưới của anh đâu. Bà biết con không nỡ làm như vậy, nhưng con có mặt ở đây gặp người biết chuyện thì cũng sanh ra những tiếng đồn không tốt cho nó về sau. Thôi, để bà kêu shipper đưa con về nha. Dạ, bà cứ yên lòng, con về ngay bây giờ. Con cũng không đủ can đảm đứng đây lâu hơn nữa. Thưa bà, con về. À. Dạ. Dạ thưa bà. Gì con? Con có một việc muốn cậy nhờ bà. Việc gì vậy con? Dạ, con nhờ bà trao trả cái này lại cho anh Trọng, và nói là con cầu chúc cho anh được hạnh phúc với người yêu mới. Cái gì trong này vậy con? À, tóc. Dạ thưa bà, đây là mỡ tóc đổi trao ngày trước của hai mái đầu xanh hẹn ước chuyện trăm năm. Tiếng thề nguyện còn vang vẳng mãi dư âm, mà con ghi nhớ trong tâm đến trọn đời mãn kiếp. Nhưng giờ đây con xin giao trả mơ tóc xanh ghi lời hẹn ước, mà ai kia đã cùng con thề thốt vẹn ân tình. Tin tưởng
chề của con biết lấy gì mà rửa đặng. Nhưng nay đã lỡ như vậy rồi, bà còn biết phải tính sao? Khi ba của con á khăng khăng không nhận cho bà đền bù bằng tiền bạc. Thưa bà, tiền bạc không mua được tiết trinh vô gia, dù cho đó là trinh tiết một cô gái quê mùa. Dù con là đứa ngu dốt dại khờ, con vẫn biết thế nào là dâm gian, con vẫn thấm thía những điều nhục nhã cho tông môn. Quen nếp sống tanh bần, con đã nằm lòng cống, đói cho sạch, rách cho thông. Không để mà tiền làm mờ mà chuốc lấy những điều mai miễn của xóm làng. Con cũng nên xét lại cho bà, bổn phận làm cha mẹ buộc lòng bà phải lo cho cậu hai một tương lai hạnh phúc. Bà không thể vì tình cảm cá nhân mà quên đi sự môn đăng hộ đối. Bà không muốn cho mọi người trong điền cười chê là bà nhận đứa ở làm con dâu. Thôi, để bà vào trong lo sắp đặt cho cậu mở hai lại bàn thờ. Còn con á, con đừng buồn nữa nha. Bây giờ con về đi ngăn lại. Ta bà vào trong à. À kìa, à, cô Lài à, cô cũng đi đám cưới thằng Trọng đây hả? Cậu Minh, xin cậu đừng mỉa mai tôi làm gì tội nghiệp. Ý chết, xin lỗi cô Lài, tôi không có ý mỉa mai cô đâu. Chẳng qua tại vì tôi tưởng lầm. Cậu là bạn thân của anh Trọng, chắc cậu cũng không lạ gì chuyện anh ấy và tôi. À vâng, tôi có nghe nói gia đình của cô rời khỏi cái điền này lâu lắm rồi. Tôi cũng buồn giùm cảnh ngộ của cô, nhưng mà tôi cũng khuyên cô Lài à, đừng có buồn nữa. Cô nên nhớ, không phải chỉ riêng mình cô là nạn nhân của chế độ lỗi thời chia rẽ nợ duyên đâu. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu muốn tìm lời an ủi, nhưng tôi vẫn can đảm nhận lấy số phận hẩm hiu. Kìa, có người ra, và tôi xin đi về, kẻo ở đây lâu bất tiện. Và chào cậu. Minh, có phải mày vừa kêu em lại tao không? À hả? Phải, cô ấy vừa thấy bóng mày là lánh mặt đi ngay đó. Nè, có ai hỏi thì mày nói, tao vừa chạy ra ngoài kia một chút nha. Hả? À mày chạy theo... Tao muốn nói với lại một vài lời vậy mà. Mày nhớ mày đỡ tao mày. Anh Minh, cô dâu đẹp quá, lộng lẫy quá, thảo nào mà chú rể không mê sao được. Quên cả... Anh đừng buông ra giọng nói đắng cay. Anh không biết em, em buộc lòng ưng Trọng là tại vì ai sao? Anh nợ nặng lời mai mỉa. Cô nên nhớ, lỗi này không phải tại tôi, tại mẹ cô chê tôi nghèo, lại chưa có danh vị gì, không xứng đáng làm rể con của bà, cho nên mới có chuyện dở dang như vậy chứ. Anh cũng biết là em lỡ mang thai với anh rồi. Nếu không ưng lấy chồng thì làm sao che giấu điều xấu hổ với chị em chung bạn. Anh không mừng giùm cho em gặp cơ hội may mắn, gỡ tiếng chữa quan hay sao? Mà còn nói nhiều lời cay đắng. Hồng, anh không oán hận em thay lòng đổi dạ, mà chỉ buồn anh số phận lao đao không cấp bằng danh vọng, nên người ta phỉ bán chê bai và đành tâm cắt đứt sợi tơ tình. Càng nghĩ suy anh càng thêm thẹn tuổi thân mình. Giữa cuộc đời đầy những hào nhoáng xa hoa, em cũng chỉ là nạn nhân của gia đình trưởng già cao sang. Em chỉ biết lặng hụp trong bể bạc áo vàng, thì
làm sao có thể cùng anh là một kẻ trắng tay xây dựng tương lai và hạnh phúc gia đình. Thôi, mọi việc dù sao đã lỡ rồi, anh có hờn trách em thì không sao hàn gắn được. Chỉ vì hoàn cảnh, chứ hai ta không ai phụ tình ấy. Anh à, anh nên vui vẻ để em làm tròn chữ hiếu. Vì chữ hiếu mà em cam tâm làm một kẻ phụ tình, hay vì giá tài của cậu hai trong đồ sộ, vì dáng người của cậu hai trong hào hoa mà em nhu nhược yêu hèn nghe theo lời cha mẹ? Hồng ơi, em không cần nhớ câu ngon thời biển hèn, em cũng không cần nhớ giọt máu của bạn tình chung mà em còn mang nặng trong lòng. Anh biết trước mặt anh em có làm người đau khổ cho anh bớt niềm hận tuổi, nhưng anh thường biết đêm nay là đêm em hưởng đầy quang lạc của buổi đông phong qua chút mà người đau khổ lại là anh. Tội nghiệp em mà anh Minh. Anh Minh, chuyện của mấy người tôi biết, nhưng bữa nay mình là khách được mời về ăn đám cưới của anh Trọng mà. Hai người không biết xấu, muốn diễn lại tấn tuồng bỉ ổi trong tiệc cưới nữa hay sao? Kìa, quanh, em đừng nghi lầm mà thốt ra những cái lời có hại cho nhau. Em sao? Lễ tân hôn chưa chấm dứt, sao cô dâu bạo gan dám ra đây mà than thở với người tình cũ chứ? Cô không sợ chú rể biết cái chuyện nhút nhơ sao? Quanh, em phải nghe anh nói nè. Hồng ra tìm Trọng tình cờ gặp anh chứ không có ý riêng tư gì hết á. Em chớ có hồ đồ vì ghen tương mà nghi quấy. Ngày nay đó, mọi việc đã an bài, ai nấy đều có riêng bổn phận của mình. Vậy thì ta đừng gây thêm rối rắm cho lỡ dở hôn lễ đang cử hành. Em biết đó, anh với Hồng đã đoạn tuyệt mộng ngày xanh, kỷ niệm xưa như gió thoảng qua mình. Cô Quanh à, cô với Minh đã tròn ước vọng, mộng yêu đương xây đắp yên lành, đôi quyên ương kết cánh giao tình. Còn lo sợ gì có ai vào đoạt tranh mà buông ra những lời hăm dọa, lại đắng cay kinh biệt bạn. Cô chớ quên cô đã giữ tình, nên ngày này cô mới được gần kề anh Minh. Tình của ai thì người ấy giữ, cô đừng ngạo nghễ lên giọng nhân từ. Nè, tôi không phải ăn mày, cô đừng nói tiếng nhường hay làm cho. Chẳng qua tình mẹ cô ham của nhà giàu nên ép gả cô để sau này nhờ cây. Vì chồng cô là con trai một được nuông chiều, chứ gả cho anh Minh hả, cô sẽ thiệt hại đủ điều. Cái thói tham phú phụ bần đâu có lạ gì bao nhiêu. Thôi thôi trời ơi, tôi gian sinh hai đàn đừng có tranh luận. Đổi qua đi qua rồi nghe câu chuyện, rồi sẽ bị nhiều tai tiếng có cho cả đôi bên. Thôi đi, ai có tật sợ phanh phui chuyện xấu mới nhịn nhường. Chứ tôi đường đường hả, đối với chuyện yêu đương, đối với tôi chuyện tình ái cũng là thường. Nhúng nhường mà tưởng lầm mình cao hơn. Trời ơi là trời, tôi gian hai cô mà. Tiệc cưới người ta đang rầm rộ bên trong mà ngoài này hai cô bơ chuyện cũ ra. Tôi sợ rằng kìa, anh Trọng. Này, lại đây. Cô dâu đang tìm chú rể nãy giờ đó. Quanh, mình đi vào dự tiệc đi em, để cho đôi tình nhân người ta tâm sự chứ. Ôi mà, đi, giỏi anh cưng mà. Đi. Thôi, mình cũng vào để má và bà con chờ đợi.
Bây giờ là thời khắc của đôi ta rồi đó. Hồng à, em có mệt không em? Dạ, em cũng hơi mệt. Em đi thay áo đi. Khoan. Hả? Khoan đã anh. Ủa sao vậy em? Em muốn nói chuyện với anh. À thì thay áo đi cái đã, rồi mình nằm bên nhau sẽ nói. Em quên, đêm nay là đêm tân hôn của mình sao hả? Em nhớ. Nên em muốn nói chuyện với anh một chuyện này nè. À thì em cái gì em cứ nói đi, nói nhanh lên đi. Hồng nè. Dạ. Em có biết là em đẹp lắm không? À, anh hãnh diện có một người vợ xinh đẹp cũng như em, mỹ miều và đức hạnh cũng như em. Trọng, em xin anh, em gian anh, đừng ca tụng em nữa. Em khổ lắm. Ủa sao em khóc hả? Anh ơi, đêm nay em cảm thấy hổ thẹn với anh, nên em xin anh hãy nghe em gửi trao tâm sự trước giờ hòa duyên tống cơ. Anh có rộng lòng tha thứ tội tình, tâm lòng trượng phu cao cả nghĩa nhân, chắc không hẹp lượng khi nghe lời em tỏ phân. Chúng mình hôm nay đã thành vợ thành chồng, dẫu ai như một cuộc đời em yên tâm nói đi. Chồng ơi, một số nhà tâm lý thời nay khuyên ta cho nên che giấu lỗi lầm khi về làm vợ để bảo toàn hạnh phúc. Trước mặt anh đây em xin thú thật, vì dũng dại theo nghĩ suy nên trước khi về đây em đã lỡ đánh mất cái thanh tân đời con gái của em rồi. Không, tiếng tép của anh em nghe như lỡ đất khi lông trời. Anh làm gì chết lặng như chưa tỉnh cơn say. Em đã nói hết, không còn gì em sợ nữa. Nếu rộng lượng thứ tha thì còn tình chồng dơ. Vì trong em hai tháng nay cái quan thai nó đã tưởng đã lỡ lầm như vậy đó. Nếu anh tha thứ bỏ qua được thì mình còn là chồng vợ. Còn không, anh cứ nói một tiếng, em sẽ về nhà ba má em. Anh đừng có ngại gì hết. Không, không phải vậy đâu em, không phải vậy đâu. Chồng, anh hãy thương em và thương những kẻ làm thân con gái. Đàn ông nào cũng vậy, khi cưới vợ đều ích kỷ, muốn vợ mình còn trinh bạch thanh tân. Như riêng họ trong đời sống độc thân lại thích tung hoành như bướm giờ quá nếm nhì, rồi bỏ mặc cho qua xào như rửa chắp cánh bay xa chẳng chút. Bận lòng chi nữa Hồng, anh không phải như thứ đàn ông ích kỷ.
anh sẵn giả thứ tha. Khi nghĩ suy cùng tình cạn ly, anh sẽ thương đứa nhỏ dù sao nó cũng là con em. Em rất cảm ơn anh, lòng dạ của anh cao thượng quá. Trong thôi, bỏ đi em. Những gì trong quá khứ mình cứ bỏ hết đi, nên nghĩ đến hiện tại và tương lai của chúng ta. À, khuya quá rồi, thôi sơ soạn đi ngủ em. Dạ. Trời ơi trời, đây là quả báo của tôi mà. Anh ơi, anh nói gì vậy anh? À, đâu có gì đâu em, đâu có gì đâu. Anh nói là anh bật cái áo này. Trời ơi trời, trong khi mình bỏ rơi con của mình để rồi bây giờ nhận con người khác về nè, trời ơi là trời. Ông ngoại, vậy uống thuốc nè ngoại. À, nghĩa đó, thuốc ở đâu vậy con? Má con sắc đó, má dặn hễ ngoại vậy á thì cho ngoại uống. Cháu của ông giỏi quá. À, nước nè ông ngoại. Má con đi đâu vậy? Má con nói đi lo tiền cho ngoại nằm nhà thương. Lo tiền? Trời ơi, tiền bạc ở đâu mà lo? Con nhỏ thiệt. Nghĩa ơi, Nghĩa, bà Sáu lên nè con. Ê, bà Sáu lên. Cô Sáu đó. Bà Sáu, ông ngoại con đau nhiều lắm. Vậy hả? Chuối nè, bà Sáu đem cho con nè, mấy cái bánh ít nữa. Cảm ơn bà Sáu. Cô Sáu lần nào lên cũng đem quà bánh, đi đường xa nặng nhọc lắm mà. Ôi, chút đỉnh cho cháu ăn nhậm gì anh. Anh đau làm sao vậy? Chà, coi bộ đau nhiều, xanh quá vậy anh. À, tôi đau cả tháng nay rồi nên mới nghỉ làm. Tội cho con lại, vừa lo cho thằng Nghĩa, vừa lo cho tôi. Nó đâu rồi anh hai? Má nói má đi lo tiền cho ông ngoại. À, ôi, ở cái đất Sài Gòn này không thân thích bà con thì lấy ai mà dai với mượn. Hồi đó tôi biểu cha con anh về Sa Đéc ở với tôi, anh không có chịu nghe. Cô Sáu à, tôi nghèo, cô cũng nghèo, mà bắt cô phải đùm bọc cho cha con tôi. Tôi đâu nỡ rành những ân nghĩa của cô. Tiền bạc tôi không thể nhận, chỉ nhận tâm chân tình thành thật của cô. Xin cô sao an tâm. Có gì đâu mà anh không dám nhận, mình nghèo của chớ chẳng nghèo tình. Thương nhau mình giúp đỡ nhau mà. Từ quê nhà lên tới nơi đây, tình hàng xóm nghĩa làng quê. Có gì đâu xin chớ nặng lòng, anh hãy yên tâm để giữ bình tình. Cô sao cao thâm dời dời, tôi xin mang nặng ân sâu. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ, ngày mai tôi sẽ đúng hẹn, không có để gì sai lời với người ta đâu. Kìa, cô Sáu, cô mới lên hả cô Sáu? Bà con mạnh hết hả cô? Lai, cháu mới về ha. Dạ. Bà con mạnh giỏi hết à. Nghĩa à, con có cho ngoại uống thuốc chưa? Ngoại có hỏi gì má không? Má hỏi nhiều quá, làm sao con trả lời kịp. Ngoại uống thuốc rồi, rồi ngoại hỏi má đi đâu vậy? Nghĩa nó nói con chạy tiền. Tiền bạc ở đâu mà chạy? Để ba uống thuốc tan được rồi mà. Không được đâu ba ơi, ba bệnh nhiều lắm, ba phải nằm nhà thương mới hết. Nhưng mà tiền đâu đi nhà thương chứ con? Tiền có rồi nè ba. Con nhờ dì Tư bên này dì lo. Dì giới thiệu cho con ở vú cho một bà nhà giàu lắm ở Chợ Lớn á. Bà đặt trước con 2,000 đồng, mỗi tháng làm trừ lại. Ở vú? Dạ. Ở vú nuôi con người ta? Dạ. Rồi con mày, thằng Nghĩa thì sao?
Sẵn có cô Sáu cô lên đây, con nhờ cô lo giùm cho ba và thằng Nghĩa. Đến khi ba mạnh thì cô về dưới, được không cô Sáu? À được chứ, cô sẵn sàng giúp anh hai với con. Nhưng mà cô đang lo, không biết con làm cho người ta rồi khó dễ như thế nào đây chứ. Dạ chắc không có gì đâu cô Sáu à. Con chỉ có bổn phận săn sóc cho con người ta là được rồi. Ba vui lòng cho con đi làm nghe ba. Lại hồi nào tới giờ chỉ có ba lo cho con, chứ không để cho con phải lo cho ba đến nỗi phải đem thân đi ở mướn. Con ơi, rồi đây tiếng bắt tiếng chì nặng nhẹ, ba làm sao yên tâm dưỡng bệnh cho đành. Số kiếp cha con ta trời đã sẵn dành, cứ lây lấp cho qua ngày đoạn tháng, rồi ba đi làm để cho con lo cho thằng Nghĩa là hơn. Ba ơi, không phải chỉ có cha mẹ nuôi con, mà con cũng có bổn phận phải lo cho cha mẹ. Ba đã suốt một đời hy sinh lao nhọc, một chút báo đời này có xứng đáng gì đâu. Con nói qua cha nói lại, ai cũng có tình có nghĩa. Anh hai à, mẹ Nghĩa nó làm như vậy cũng phải, lo cho anh thiệt mạnh rồi cái gì mà lo chuyện làm ăn. Mình có tiền thối lại người ta lo gì. Nhưng mà hãy nghĩ tới cái đám nhà giàu, ý tiền, ý thế hiếp đáp dân nghèo của chúng mình, thì tôi bực. Thôi anh đừng bực nữa, anh mạnh rồi tôi tin chắc gia đình mình sẽ khá hơn. Thôi lo đồ đạc cho ảnh đi cháu Lại. Cô đi kêu xe nghe. Con đi với ngoại nha ngoại. Con với má đưa ngoại vô nhà thương rồi mình về. Mình về rồi ai săn sóc cho ngoại? Ở trọng á có y tá lo mà con. Mỗi bữa bà Sáu nấu đồ ăn xong, đưa con vô con thăm ngoại rồi con về, chịu không? Con chịu liền. Con tôi giỏi quá, ngoan quá. À, xe tới rồi. À, thôi mình đi anh hai. Đi ba. Chị Vú à, em bớt nóng chưa vậy chị? Dạ thưa cô, tôi đặt thủy hồi nãy nó lên tới 39 độ. Em đau đây là tại chị cho nó ăn bậy đó. Dạ thưa cô. Chị còn chối nữa hả? Chiều hôm qua lúc tôi đi xe lại vườn chơi rước chị với bé Ngọc, chính mắt tôi thấy bé Ngọc ăn trái gì của cái thằng nhỏ lạ đưa cho nó đó. Mà chị không có coi chừng có đổi gì hết á. Chị cứ lo nói chuyện với cái ông già nhà nào quê nào đó, có phải không? Dạ thưa cô, đó là ba của tôi. Vì tôi phải ở luôn trên đây giữ bé Ngọc, không có về thăm con tôi được, nên mỗi buổi chiều là ba tôi dắt nó ra vườn chơi để gặp tôi cho nó đỡ nhớ mà. Tôi không cần nghe chị kể lể dông dài. Tôi chỉ biết là chị ở Vú là phải lo cái nhiệm vụ chị cho tròn. Dạ thưa cô, tôi không quen đi ở Vú, nên thấy việc gì cần làm cho em vui thì tôi làm. Cô không vừa ý thì xin cô cho tôi nghỉ việc, tôi sẽ thối tiền lại cho cô. Cái gì? Chị nói thì sao? Tôi rầy chị không được sao mà chị giận lấy lại tôi vậy? Mấy người làm công bây giờ ngang tàn quá cỡ, hở ra một chút là muốn lấn lướt là chủ nhà. Chị làm khó tôi hả? Dạ cô không bằng lòng tôi, và tôi nhận thấy là không có giữ em được nữa, nên tôi xin thôi. Chứ tôi đâu có làm khó làm dễ gì cô đâu. Chị nói giỡn chơi sao chứ? Ít ra chị phải cho tôi đến khi nào tôi kiếm được người thay chị kìa. Hơn nữa, giữa lúc bé Ngọc đau như vậy nè, chị làm rối tôi thấy à. Thank you.
ngủ đi. À ngủ đi ngoan ha, ngoan chị cưng ha. Chị chú ở luôn với em nha. Má ơi, con hết đau rồi. Chiều nay chị chú đưa em đi chơi nữa nha. Ý, không có được đâu. Con còn đau, con phải nằm trong giường cho tới khi nào bác sĩ bảo là con đã mạnh rồi. Thôi con không thèm bác sĩ đâu. Con, sao vậy con? Đau thì phải cần bác sĩ chữa bệnh chứ. Bác sĩ Minh sắp tới thăm con rồi đó. Không, con không chịu bác sĩ đó đâu. Con ghét bác sĩ Minh lắm. Coi kìa, cháu Ngọc, tại sao lại ghét bác sĩ Minh? Bác sĩ Minh thương cháu lắm mà, thường cho cháu kẹo ăn đó, cháu nhớ không? Anh Minh, con của em đau nhiều, em lo lắm. Chị Vú à? Dạ. Chị để em xuống đó để cho bác sĩ xem mạch. Dạ. Nè Ngọc à, ngoan đi cưng. Chị Vú cưng ha, để bác sĩ coi mạch nè, cho uống thuốc nặng Ngọc mau mạnh nha. Rồi chị Vú đưa Ngọc đi gặp Nghĩa nha. Nghĩa hả? Có phải thằng bé mà tôi gặp hôm qua đó không chị? Dạ, con trai tôi đó, nó tên là Nghĩa. Anh à, anh không chích thuốc cho bé Ngọc sao? À, không cần thiết. Để anh biên cho em một cái toa, em đi mua thuốc về cho nó uống là nó sẽ hết ngay à. Cho Ngọc. Nè, biểu coi, bác biết cháu sợ chích lắm phải không? Đó, con thấy chưa, bác Minh cưng Ngọc ghê đó. Sợ Ngọc đau nè, nên không chích thuốc như mọi lần đó. Thôi, em đi mua về ngay cho cháu uống đi. Chị Vú à? Dạ. Chị là nhà thuốc Tây mua giùm thuốc cho em đi. Dạ. Anh à? Anh làm vậy? Anh xem bệnh con như thế nào? Không sao đâu. Cháu Ngọc nó bị cảm thường thôi. Em cho nó uống thuốc, chắc chắn nụ trong ngày nay nó sẽ hết nóng à. Nhưng mà Hồng à, em đừng có gọi bé Ngọc bằng một cái giọng thân mật ấy với anh. Sao vậy? E người ngoài ta nghe được thì bất tiện lắm đó. Anh nói cái gì mà lạ vậy? Bé Ngọc không phải do anh mà có sao? Em, anh không cãi với em điều đó. Anh chỉ bảo em nên giữ gìn ý tứ một chút mà thôi. Chứ không phải anh muốn trốn trách nhiệm à? Nếu anh trốn trách nhiệm thì anh đâu có đến đây để mà chữa bệnh cho bé Ngọc. Nhưng anh muốn chuyện xưa kia giữa chúng mình đừng có cho ai biết hết á. Nhất là trong nhà em đang có một người ở mới. Anh muốn nói tới chị Vú. Đúng rồi. À em à, cái chị Vú này anh nhớ là đã gặp ở đâu rồi ha? Anh thì chứng nào tật nấy, hễ thấy gái đẹp thì cứ dòm không có chớp mắt hả? Anh à, theo ý của em, mình đã một lần gian dở vì má em chê anh không có danh phận. Rồi bây giờ anh nên cố gắng học hành để thi đậu rồi đó, còn tính chuyện của mình nữa chứ. Trời ơi, còn tính toán cái gì nữa? Em đã là vợ chồng rồi. Anh à, em không quên em là vợ chồng. Nhưng anh thấy đó, em và chồng nào có hạnh phúc gì đâu. Vì buồn cảnh gia đình nên chồng mới la cà theo con quanh hoài đó. Cả anh nữa, em nói rồi đó, nếu anh mà cứ ăn chơi mãi á thì đừng trách em à. Coi kìa, có cái gì mà mỗi lần gặp nhau là em cứ phiền hà trách móc anh hoài à? Chứ anh không thấy sao? Cũng vì anh, cũng vì anh mà em trở thành đứa vô nghị lỗi đau. Đời con gái chữ trinh chỉ một lần trao gửi thì đã trao cả cho anh trước khi xuất gia theo chồng. Đêm tân hôn nhìn đuốc qua mà thẹn tôi cho mình. Cũng vì em yêu lòng nhu nhược, giải khờ mù quáng trước yêu đương, không e dè gan đột lòng sông, chỉ biết ngất ngây trong nhiễm ảo mê cuồng. Mà nghe tâm lòng hương phải ra trời theo cánh bướm ra tình. Chuyện đã qua rồi, em còn nhắc đi nhắc lại làm cái gì? Dạ lại hồi xưa đó, anh cũng đâu phải là một kẻ phụ tình. Và hiện giờ thì anh cũng đã ở gần bên em đây nè. Em muốn gì nữa? Thank you.
là trọng chứ nào phải là bác sĩ Minh. Em phải mang tiếng ngoại tình và bị bên chồng mà em kính rẻ. Tại sao? Tại sao anh không cố vớt đời em mà cứ nay lần mai lừa? Hay là anh chàng cho em qua tàn nghi đưa, không xứng đáng với một bác sĩ trẻ đẹp giàu sang. Tại sao vậy anh? Tại sao vậy Minh? Còn con của chúng ta nữa, anh nỡ nào bỏ nó thành trẻ không cha? Nhưng trước pháp lý hiện giờ Ngọc là con của Trọng. Trời ơi, không, tại sao em cứ nói lung tung vậy? Lỡ ra em không sợ gì hết. Em không muốn anh lọt vào tay kẻ khác, chẳng hạn như con của anh. Anh sẽ hư hỏng đời anh đó. Hồng, nếu Hồng có thương anh thì nên im hơi lặng tiếng. Vì nếu một mai tiếng xấu đồn ra thì anh đâu còn mặt mũi nào nhìn ái trong xã hội. Hồng anh nhớ, chỉ cần có một năm nữa thôi anh sẽ thi ra bác sĩ. Một bác sĩ không phải chỉ có tài năng, mà tài năng với đức tính phải đi đôi. Nếu lỡ vỡ ra thì hỏng cả tương lai. Chừng ấy chắc anh sẽ hủy diệt đời anh cho em tội y. Hồng mà, nếu thật thương nhau thì phải giúp cho nhau xây dựng tình yêu và sự nghiệp. Chớ em cứ đa nghi nông nổi thì em vô tình phá vỡ đời anh vì một chút ghen hờn. Thôi, em xin lỗi nha. Em, trời ơi, có chứ người ta thấy. Nè, hôn em đi rồi về. Thôi mà, lỡ người ta thấy sao? Thấy rồi mà thấy. Thôi được rồi, nè. Vậy cũng là khó. Dạ, thưa cô, dạ thuốc đây. À, em à, em cứ theo cái toa thuốc này đó mà cho cháu nó uống. Đến tối anh sẽ trở lại để coi cháu nó có phản ứng gì không. Thôi, anh về nha. Cảm ơn anh, chào anh. Nè, nhớ tối đến nghe. Được rồi mà, tối tới, nhắc hoài. Má mới tới hả má? Không, má nói với con sao mà con cứ để thằng đó tới lui hoài vậy? Trời ơi, bé Ngọc nó bệnh, con buộc lòng phải cho anh hay để tới xem bệnh cho nó. Thì má cũng biết con Ngọc nó là con. Biết vậy rồi, nhưng lỡ thằng Trọng. Thôi má à, má bỏ cái vụ đó đi. Bây giờ chị Vũ đòi nghỉ việc đó, má tính sao với chị thì tính đi. Vũ à, Vũ. Dạ. Chuẩn bị ốc coi. Dạ, dạ thưa bà gọi con. Tại sao đòi nghỉ vậy? Dạ thưa bà, tại tôi ở không vừa ý cô chủ, tôi thấy thẹn với lương tâm. Tưởng muốn ở là ở, muốn thôi là thôi dễ dàng như vậy à? Cô quý gì mà đến đây xin ở để dò xét tình hình gia đạo của con gái tôi? Tôi phải nhờ nhà chức trách điều tra vụ này mới được à. Dạ thưa bà, tôi là người làm ăn chân chất, và thẻ kiểm tra của tôi đã giao cho cô chủ cầm làm bằng rồi. Nhưng sao mày nở bỏ việc nửa chừng, giữa thì trao bé cảm nắm thình lình mà mày xin thôi, lương tâm mày đâu? Dạ thưa bà, dạ nếu bà nói như vậy thì tôi xin ở lại, chừng bé Ngọc hết đau rồi tôi sẽ ra đi. Dạ thưa cô, có ba của chị Vú dắt thằng con của chị lại tìm chị, đang chờ ngoài cổng á. Dạ thưa cô, tại tôi nói với ba tôi là trưa nay tôi về, mà bây giờ bà với cô không cho tôi nghỉ, nên xin phép cô cho tôi ra ngoài, tôi nói cho ba tôi biết để ba tôi đừng lo. Chị Vũ ơi, có thằng Nghĩa lại hả chị Vũ? Chị cho nó lên chơi với em đi, em nhớ nó lắm. Nhưng má Ngọc không cho. Má, má cho thằng Nghĩa lên thăm con nha má. Được rồi, đâu, chị dắt nó vô đi coi. Dạ. Má à, má tới đây vì chuyện anh Trọng phải không? Má dò ra địa chỉ của hai đứa nó chưa vậy? Rồi, má dặn shipper mướn thêm ba đứa nữa. Bây giờ con đi thay đồ đi, rồi ra xe đi với má lên đó. Dạ thưa cô, đây là con của tôi nè. Chào cô đi con, chào ba đi con. Thưa cô. Thằng nhỏ trông dễ thương quá chứ. Ba nó đâu rồi?
Dạ, ba nói đi làm ăn xa lắm. À vậy à, tôi có việc đi. Chị coi chừng nhà cửa nha. Thôi mình đi mà. Ngọc, mày đau làm sao đó Ngọc? Mày có uống thuốc chưa? Có, tao uống thuốc cũng giỏi như mày vậy. À, bữa nay mày có đem gì cho tao không? Tao có giấu cho mày mấy trái tầm dược mà bị ngoại tao xếp túi gặp liền hết rồi. Sao mày không ăn đi? Tao để dành cho ngoại tao. Vậy thì mày lấy một cục nữa đi. Còn má tao thì sao? Má tao chưa ăn, tao không ăn đâu. Con à, con ăn. Nghĩa ơi, mày lên đây, tao cho mày xem cái này đẹp lắm nè. À, chị Vũ à, bé Ngọc bớt bệnh chưa chị? Dạ chào ông, dạ em chơi hồi nãy giờ. Mà cô chủ đi đâu vắng rồi ha? Dạ cô chủ tôi đi với bà ngoại bé Ngọc rồi. À chị Vũ, cái thằng bé đó đó, nó có phải là con của chị không? Dạ phải. À chị vào làm ở đây bao lâu rồi ha? Dạ thưa ông, dạ một tuần. À xin lỗi chị nha, có phải trước đây khoảng 8-9 năm gì đó chị ở Bến Lức phải không? Dạ thưa ông, chắc là ông làm tôi với ai rồi, tôi không gọi Bến Lức. Tôi không lầm đâu, tôi đã xem kỹ thẻ kiểm tra của Lài và tôi biết Lài trước kia. Thưa ông, tôi thấy cái chuyện đó không có dính dấp gì đến bệnh tình của bé Ngọc. Nhưng vì sao ông lại ở trong nhà này, lại có thâm ý gì? Tôi nghèo, ai mướn tôi là tôi ở. Việc đó cũng không có can hệ gì đến ông, tôi xin ông đừng hỏi. Nhưng mà Lài có biết ông chủ của Lài là ai không? Lúc đầu tôi không biết, vì cảnh nghèo túng, cha tôi lại bệnh. Tôi ra bùng binh chợ Sài Gòn kiếm chỗ làm, thì tình cờ tôi gặp được bà ngoại của bé Ngọc chỉ lên đây. Tôi đâu có ngờ. Tôi thấy hoàn cảnh của Lài tôi thương hết sức, mà cái thằng trống thật là một thằng ngu ngốc. Nó không biết thưởng thức một đóa hoa hồng, vẽ vẽ cả sắc hương. Một người xinh đẹp như cô giá đáng hơn ngàn vàng, mà nó nhẫn tâm dông phụ tìm nơi giàu sáng môn hồ, gieo khổ cho bạn tình chung phải gian trung cơ hàng. Cuộc đời xuân cô gian dở đã làm thân tôi tớ nè, lại đi hầu hạ vợ của người yêu. Ôi cảnh ngộ thật trớ trêu, chuyện đời nào có là bao nhiêu, kẻ nghèo khó như tôi phải kém thua đủ điều. Không biết sự thật chua cay mà đỡ tuổi thân đọa đày. Nếu ngay lúc đầu tôi biết rõ chủ nhà tôi đang ở thì tôi đâu bao giờ chui vào làm tôi tớ. Nhưng giờ đây hiểu ra thì đã lỡ. Và cũng không nỡ rời cha của nó phải không? Ông Minh, dầu cho là như vậy thì có lạ gì đâu. Anh Trọng dù sao cũng là chồng của tôi mà. Nhưng chồng của Lài đã có vợ giàu, sống trong nệm ấm chăn êm, bỏ mặt mẹ con của Lài phải bơ vơ trong kiếp sống tôi đòi, thì Lài còn thương tiếc làm cái gì? Cảm ơn ông, cảm ơn ông đã có lòng thương đến.
nhưng lòng tôi đã nguội lạnh lâu rồi. Tôi cố gắng nuôi con cho đến ngày kiệt sức mà thôi. Lại à, tôi xin Lại hãy bỏ cái tiếng ông được không? Lại không thể coi tôi như trọng được sao? Mình là bạn với nhau kia mà. Nếu ông muốn xem tôi là bạn thì tùy ý ông. Còn phần tôi không thể xem ông như trọng được. Xin ông hiểu giùm. Lại cố chấp bắt bẻ từ chút. Lại cứ gọi tôi bằng anh có được không nè? Không thể gọi như vậy được, vì tôi không muốn bị người ta nghi ngờ lôi thôi. Nhất là tôi không muốn bị lộ tung tích. À thôi rồi, tôi hiểu ý của Lại rồi. Tôi hứa sẽ giữ kín giùm Lại với một điều kiện. Lại xem tôi là bạn được không? Thôi cũng được. Ừ? Tôi nghe lời anh. Nhưng nếu anh thật lòng muốn xem tôi như bạn thì xin anh hãy nghe tôi khuyên anh một điều. Được rồi, Lại muốn mấy điều tôi cũng nghe hết. Bây giờ điều gì nè, nói đi. Tôi nghe nói trước kia và cả ngày nay cũng vậy, anh thường lăng nhăng và bay bướm. Nhất là hiện giờ anh thường lui tới với cô Hồng. Không, anh chỉ đến đây là vì... Tôi không biết gì hết, vì đó là chuyện riêng của anh. Nhưng tôi sợ anh sẽ mang tiếng làm xáo trộn gia đình của anh Trọng. Tôi nói ra đây không phải là vì Trọng, mà là vì anh nói anh xem tôi là bạn, nên tôi muốn nhắc nhở anh. Anh còn tương lai và còn danh dự của anh nữa. Vâng, tôi cảm ơn Lại nhiều lắm. Từ nay tôi hứa tôi sẽ chấm dứt việc đi lại ở đây và lo việc học hành. Nhưng mà nếu tôi không lại đây nữa thì Lại à, Lại có thể cho tôi gặp ở đâu đó để nói chuyện được không? Tôi không ra được khỏi nhà này dù một phút nào cả. Và Lại dù có rảnh tôi cũng không thể nói chuyện với anh trong lúc vắng người. Mặc dù anh Trọng phụ tôi vẫn giữ bổn phận của một cô gái có chồng. Mong anh hiểu giùm cho. Thôi má về luôn nghe con. Dạ má về nghỉ. À, mệt quá. Tốn công mà không ra cái gì hết. Ủa, anh tới hồi nào vậy? Cũng không lâu lắm. Bé Ngọc khỏe rồi hả anh? Anh có xem mạch Lại không? Có. À, em đi đâu về đó? Đi bắt ghen, nhưng bắt hụt. Không biết ai thông tin mà tụi nó chạy mất hết trơn hả? À, chị Vũ. Dạ. Chị làm cho tôi 2 ly nước. Dạ. Sao em nói không yêu Trọng mà lại đi bắt ghen? Phải bắt chứ. Bắt cho có chứng cớ mới ly dị được chứ. Để phần quấy về ảnh. Chứ anh cũng toan tính tìm cách ly dị với em đó. Ôi, đời sống như bề khổ thật. Dạ mời cô uống nước. Dạ mời ông uống nước. Mời anh. À, anh có cần mua thuốc gì thêm nữa không? À, thôi khỏi. Để mai xem mạch Lại. Thôi, anh về nha. Vâng, anh về. Chị Vũ à. Dạ. Tôi xem con Ngọc có vẻ mến thằng con của chị lắm đó. Thôi chị để nó ở luôn đây đi, cho bé Ngọc nó vui. Dạ, tôi có dặn ba tôi lại đón nó. Để tôi thưa Lại coi ba tôi ổng chịu không. Thì chị cứ nói với ổng là ổng về một mình đi. Nó ở lại đây với chị chứ bộ ở với ai sao mà sợ. Thôi, chị đi dỗ bé Ngọc cái thằng Nghĩa ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi, phải nghỉ một chút mới được. Dạ. Không. Ủa? Không. Sao anh trở lại vậy? Có chuyện gì không? Anh nhớ là một chuyện quan trọng muốn nói với Hồng, cho nên anh phải trở lại đó. Chuyện gì vậy anh? À thôi được rồi, mình lên lầu nói chuyện đi. Thôi, ngồi đây được rồi. Lên lầu rủi chạy về bất tử hay sao? Trời đất ơi, không lẽ xui dữ vậy sao? Thôi mà. Nè. Hả? Nghe nói Trọng đi Đà Lạt với con Oanh rồi. À. Sợ cái gì chứ? Nó đi Đà Lạt với con Oanh rồi nè. Tụi mình hoàn toàn tự do. Đúng rồi, tự do. Ngọc ngủ rồi hả má? Ừ, ngủ rồi. Con ngủ đi. Má ơi, con chịu ở nhà con Ngọc lắm. Nhà nó giàu nè, cái gì cũng có hết. Bộ con không nhớ ông ngoại sao? Nhớ chứ, nhưng con thích ở bên má với con Ngọc hơn. Thôi, ngủ đi con. Lâu quá, má không hát luôn con ngủ. Chó, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với má hoài hà. Thôi, ngủ đi. Ngủ đi má cưng nha, để má ru con ngủ ha. Ngủ đi con. Dây tơ hồng không ai trồng mà mọc. Gió đưa duyên sao để duyên không lòng. Nhìn con xót đau của vòng đơn bóng
quản gia đâu rồi? Quản gia! Ai đó? Phá nhà người ta vậy? Tôi là anh Trọng nè. Mở cửa lại đi. Để tôi mở cổng cho cậu. Lâu quá. Chết rồi, nó vô nhà rồi kìa. Làm sao đây em? Chạy đi, chạy đi. Mình thấy đừng có la, tội nghiệp anh mà, đừng la, đừng. Trời ơi, trời ơi, anh đi ra đi. Trời ơi, anh làm vậy chết tôi rồi. Em ơi, anh lại em tội nghiệp anh mà. Còn một năm nữa anh thi ra trường rồi. Mà cái vụ án ngoại tình này, trời đất ơi, mọi người biết thì chết anh luôn. Thôi mà, lại, thương anh mà, cứu anh nha em. Trời ơi, trời ơi, tôi làm sao mà tôi cứu anh được. Không à. Không, mở cửa lại đi. Không à. Làm gì vậy? Người ta đang ngủ mà ôm xồm. Bộ hết tiền rồi sao mà lết vậy đây hả? Nó đâu rồi? Gì? Nó nào? Nó đâu rồi? Nó nào? Cái thằng Minh á, nó trốn ở đâu? Minh nào? Anh làm cái gì mà kỳ vậy hả? Đi theo gái đã đời rồi về nhà kiếm chuyện. Được rồi, được rồi. Đồ gian xảo. Chồng đi vắng, dắt trai vô nhà, về ống chửi chồng được rồi. Rồi nó đâu rồi? Làm gì? Ở trong tủ áo phải không? Kiếm đi. Đó đó, trong tủ tôi có bạc triệu đó. Mất một xu là không yên với tôi nha. Tốt lắm. Cô khéo giang hoa lắm. Dạ, dạ mời ông thừa phát lại và ông thẩm sát viện vào nhà. Dạ, dạ, dạ mời ông. Dạ, chào cô. Dạ thưa cô, thầy Trọng đây xin án lệnh tòa để bắt tại trận chuyện làm phi pháp của vợ thầy và một người đàn ông khác thường ở trong nhà lúc thầy vắng nhà. Xin cô vui lòng cho chúng tôi làm phận sự. Tôi xin mở tủ này ra trước quý ông. Đó. Được rồi, để tôi coi trong tủ này có cái gì. Kỳ ghê á. Chắc chắn là nó ở đây nè. Rồi bây giờ nó ở đâu rồi? Dạ thôi, dạ mời quý ông đi qua phòng mình. Dạ, đưa qua bên này. Dạ. Lại ơi, Lại. Hồng đã chối rồi. Em thương anh. Em nhận anh là người yêu của em đi. Trời ơi, tự nhiên nhận anh là người yêu. Trời ơi, anh ẩu quá, trời ơi, vậy là chết tôi mà, rồi. Ôi mà, anh lại em mà, trời ơi, cứu anh đi lại. Thương anh mà, cứu anh đi. Ai ở Trọng đó, mở cửa đi, đạp cửa giờ. Chị Dũng ơi, chị Dũng, em sợ quá. Ủa, bác Minh. Đừng có la, bác Minh cho kẹo. Sao bác lại ở đây vậy? Đừng có la. Trốn đi con. Ê mày trốn nữa đi mày. Mặt mày đẹp ghê à. Ăn quen chồn đèn mắt bẫy à con à. Thấy tội ghê không? Tới nhà chơi không có đồ mặc mà cái quần đùi. Chị Vũ. Trời nực lắm hả mày. Chị Vũ. Cái gì lạ vậy hả? Sao nãy giờ người ta gõ cửa không mở vậy? Còn ai vậy? Người đàn ông nào mở trong phòng này vậy hả? Chị Vũ. Dạ. Chị nghe tôi hỏi không? Có phải chị đưa người đàn ông này vào đây nè mà tôi không hay không biết phải không? Không phải vậy. Chị to gan lắm. Chị lợi dụng lòng tin cậy của tôi. Chị làm hại danh dự của tôi. Chị nghĩ coi, tôi ăn ở với chị tử tế là giường nào. Chị cần mượn tiền tôi đưa chị mượn ngay mà. Trời. Chị muốn có con chị ở một bên, tôi cũng thương mà cho con chị ở với con tôi. Ơn của tôi chị liệu mà trả cho xứng nha. Chị có lỗi thì phải nhận đi rồi tôi bỏ qua cho. Trời ơi, tôi... Dạ mời ông thừa phát lại làm việc. Dạ được rồi, anh để đó cho tôi. Dạ. Chị kia, chị nghe tôi hỏi. Chị là chị Vú giữ con của hai đây có phải vậy không? Dạ thưa phải, tôi là chị Vú. Chị là bạn của người đàn ông đang ôm đứa nhỏ kia có phải không? Phải không? Đúng như vậy. Người đàn ông này ở trong cái phòng này từ hồi nào tới bây giờ? Dạ, tôi ở đây hồi 10 giờ tới giờ. Dạ. Chị Vũ, chị có xác nhận lời nói của người đó không? Xin ông nhớ cho, dù sao chị ấy cũng là đàn bà. Những câu hỏi như vậy chị ấy mắc cỡ không có trả lời được đâu. Nhưng sự im lặng đó,
tất nhiên là không phủ nhận rồi. Trời ơi trời, tôi không ngờ lại xảy ra những cái chuyện quái quăm như thế này nè trời. Dạ thưa cậu hai, có việc gì không thể xảy ra được đâu. Dạ thưa với quý ông, đây là một sự hiểu lầm ở trong cái gia đình của tôi. Dạ tôi xin bỏ đứt cái vụ này đi. Dạ tôi cũng chịu trách nhiệm về cái chuyện này. Vâng, không có gì. Xin chào thầy. Dạ. Chào cô. Dạ sao ông đừng buồn nha. Được rồi. Trời ơi, khốn nạn mà. Nhỏ này con ai vậy nè? Là con của chị Vú đó. Tôi đã mướn chị từ lúc anh bỏ nhà theo con Quanh. Bây giờ anh muốn nói chuyện gì? Lên lầu mà nói chuyện. Cô nín đi. Tôi không nói chuyện với cô. Tôi nói chuyện với mấy người này nè. Tôi biết mà, mấy người xảo quyệt lắm mà. Anh Trọng à, chúng tôi không có gì xảo quyệt cả. Tôi quen với Lài, rồi tôi đến là tôi thăm Lài. Vậy thôi. Xin phép anh tôi về nha. Anh đứng lại đó. Ê nhỏ, mày có phải là con của ông này không mày? Không phải ba tôi. Vậy chứ ba mày ở đâu? Dạ thưa ông chủ, ba nó chết rồi. Nó chết rồi? Rồi bây giờ chị ngoại tình phải không? Chị ngoại tình với người này phải không? Thưa đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ gì tới ông chủ. Trời ơi trời, khốn nạn. Thưa ông chủ, xin ông chủ đừng nạt nộ trẻ nít, nó đâu có biết gì. Còn tôi tuy ở đợi với ông chủ, nhưng tôi cũng có quyền tự do của tôi mà. Anh Minh, anh về đi. Dạ thưa xin phép chào. Thôi mày đi đi mày. Chào chào cái gì. Thiệt, em không hiểu sao mình nóng nảy vô lý như vậy đó. Chị Vú thì chị lớn rồi. Trong lúc chị dỗ cho con mình ngủ xong, chị nói chuyện với ai thì đâu có quan hệ gì tới mình. Đi, lên đây nè, mình nói chuyện với nhau. Đi anh. Thôi đi. Đi với em đi. Con nín đi. Một lũ người đi tìm, đừng nói gì thêm nữa. Vừa bao thấy tình điên đảo đã làm cho tôi chán ngán, không biết tìm đâu ra một ý sống chân thành. Tình nghĩa gối chặt cùng với biết bao nhiêu tiếng hẹn câu thề. Một cô gái tráng đầy, một con nữ hiền quê đều là hạng đàn bà giả dối lọc lừa sao tra. Tôi tưởng quay về là để cắt đứt một mối tơ thừa làm cho đời tôi cuốn rối. Đâu ngờ lưới nhện lại còn văng mắt cả nơi này, cho rối rắm lại nhiều hơn. Cắt đứt liên hệ giữa tôi với anh mà. Nhưng anh bị sợ phải không? Nhưng mà chuyện của chị Vú, tại sao anh lại giận? Thôi thôi, tôi gian các người, tôi lại các người, đừng nói gì thêm nữa. Trong khi tâm hồn của tôi đang nổi lên cơn giông bão, vợ của tôi đâu? Con tôi đâu? Người yêu của tôi đâu? Mà tôi như lạc lòng giữa rừng người, nhưng đầy chuốc nanh của loài gia thú. Họ trét phấn tô son, mượn tạm những màu sắc quy hoàng để giấu che những trò đời bâng thiêu. Tôi tức cho tôi đặt trọn niềm tin vào lời nói thơm tho ướp mật, để hôm nay
Hôm nay tôi phải chứng kiến bao nhiêu tuồng mặt của một sân khấu cải lương diễn tròn các vai trò. Chị tốt lắm, không bao giờ tôi quên ơn của chị. Tôi hứa với chị, tôi sẽ nuôi thằng Nghĩa ăn học với bé Ngọc. Cô ơi, tôi khổ lắm. Nghĩa ơi, má khổ lắm con à. Ủa má, chuyện gì vậy má? Có má chồng con với chồng con cùng đi với má đó. À, bộ anh Trọng phanh phui vì bắt ghen hôm trước tại nhà này để hại tội con đây chứ gì? Chỉ vỗ tài đốn ẩu à, cô giống ai vậy không biết nữa. Vậy chứ chuyện gì vậy má? Lát nữa rồi sẽ biết. Kìa, má chồng con với chồng con vô tới kìa. Dạ, thưa má mới lên. Ừ, con Mạnh hả hai? Dạ, con cảm ơn má. Dạ, mời chị ngồi đây. Hai đứa bay ngồi xuống đó đi, phải ngồi gần nhau để mà nghe. Dạ. Hai má lên đây là để nói chuyện với hai con. Hai con nên nghĩ lại, cha mẹ nuôi con cực khổ cho đến ngày khôn lớn, dựng vợ gả chồng xong rồi á, là chỉ mong sao cho nhìn thấy cảnh gia đình được ấm êm hạnh phúc của con. Đó là niềm an ủi của bậc làm cha mẹ trong lúc tuổi già. Nếu hai con cứ cắn đắng gây gỗ với nhau hoài á, thì cha mẹ đôi bên không yên vui trong lúc tuổi già, lại xấu hổ với bà con xóm làng. Thôi chi buồn lo rồi làm ăn suy sụp. Hai con phải biết nhường nhịn lẫn nhau để sao cho gia đình êm thuận. Nhìn vợ thì đâu có phải là sợ vợ, mà thằng hai mày e ngại bị thiên hạ cười chê. Con là chủ gia đình phải xử sao cho êm đẹp. Tình nghĩa vợ chồng là chuyện trăm năm bền chặt, đâu phải giận vợ rồi bỏ nhà bỏ cửa để đi quan và phá sự nghiệp cho tiêu tan. Hai con nghe lời má mà làm lành, cho cha mẹ khỏi phải rầu lo. Nếu hai con thuận thảo thì má cho một số tiền để mở tiệm cầm đồ lo gầy dựng tương lai. Dạ, mở tiệm cầm đồ thì kiếm ăn được lắm, nhưng phải có một số vốn cỡ chừng hơi nhiều nghe chị. Tôi tính cho tụi nó 5 triệu đồng đó, chị liệu coi có đủ không? 5 triệu đồng? Nhưng còn giấy tờ phép tắc. Cậu Cò Mi em tôi, cậu của thằng Trọng sẽ lo việc giấy tờ cho tụi nó. Hai đứa nhờ gây gỗ với nhau mà có 5 triệu đồng làm vốn. Vậy thì gây nữa đi tự vay. Đi. Gây lần nữa tôi từ luôn à nghe. Mà sao đây, hai cô cậu có bằng lòng quề với nhau chưa? Dạ, có má lên dàn xếp thì chúng con tuân lời. Và mong rằng từ nay cha mẹ khỏi phải lo rầu về chuyện của chúng con nữa. Được vậy đó má mừng. À, mà con nhỏ sao tới giờ chưa về vậy hai? Con đâu rồi em? Con đi học chưa có về. Mà mỗi bữa nó đi, có ai đưa rước nó không con? Dạ thưa má, có chị Vú lo việc đó. Chị Vú này biết chiều chuộng con nít lắm. Và con Ngọc nó cũng mến chị lắm. À, vậy thì cũng được. Rồi chừng nào con đi học về? Bây giờ nó gần về rồi đó. Khoảng chừng 11 giờ thì nó về tới hả? Ê, tao chạy tới cửa trước, mày thua tao rồi Ngọc ơi. Mày ăn gian, tao không có chịu thua mày đâu. Con đi học về tới rồi đó. Dạ. Ba, thưa ba con đi học mới về. Ba về ở nhà luôn với con hả ba? Ờ, thì ba ở đây luôn chứ đi đâu bây giờ. Ba nội ba ngoại kìa. Con lại chào bà nội bà ngoại đi con. Thưa nội con đi học mới về. Thưa ngoại con đi học mới về. Thưa má con đi học mới về. Ôi cháu của tôi giỏi quá à. Tao đưa tập cho ngoại coi coi. Dạ. Nghĩa ơi lại đây mau lên. Mau lên. Đứa nào vậy? Dạ thằng Nghĩa bạn của con. Mày lại xá nội với ngoại của tao đi. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Thằng nhỏ này con cháu nhà ai mà lại vô đây? Dạ nó là con của chị Vú đó má. Má nó xin cho nó ở đây đi học với con bé Ngọc cho có bạn. Dạ nó học chung trường với con đó nội. Ờ. Con của con Vú, nhà nghèo đi ở đợ mà dám cho con đi học chung trường với con của cô chủ.
con nhỏ này nó gan thiệt mà. Mà con thấy cảnh của chị Vú chỉ có một mẹ một con nên giúp chị đi làm phước đó mà. Nội ơi nội, đó má của thằng Nghĩa đó nội. Con Vú này tệ thật, vào nhà thấy có khách mà nó cứ gầm mặt đi thẳng chứ không chào hỏi gì ai hết á. Dạ chắc tại đi ngoài nắng nãy giờ rồi vô nhà tối mắt lên không thấy mà. Chị Hội muốn nhắc nhở vợ chồng con cách răn dạy người ăn kẻ ở, chứ chị Hội đâu có phiền trách gì đâu mà con bào chữa. Sao con lẹ miệng quá vậy hai? Thằng nhỏ này coi cũng sáng láng lanh lợi quá chứ. Dạ chị Dưới coi cũng được người lắm má à. Chồng của chị chắc không phải là hạng bần cùng lắm đâu. Nhỏ, lại đây bà biểu cơ con. Dạ thưa bà kêu cháu. Sao cháu không ở với bà cháu? Dạ ba cháu ở xa lắm. Ở đâu mà xa vậy nhỏ? Dạ ba cháu ở trong rừng á, ở tuốt cái xứ Ban Mây Thuộc lận. Mày có gặp ba mày lần nào không? Dạ không. Má cháu nói ba cháu đi hồi cháu còn nằm ở trong bụng của má cháu lận. Điều này sao tôi nghe con Vú này nó gặp cái thằng Sở Khanh nào đó, nó lấy cho có chữa rồi nó bỏ mẹ con nó mới bơ vơ vậy đi. Có phải ba cháu bỏ má cháu không? Dạ nó là con nít nó biết gì đâu mà má hỏi cho nó mất công. Hồng à, em dẫn con đi vô cho nó ăn cơm đi em. Dạ thôi đi con. Thưa nội con đi, thưa ngoại con đi. Ủa sao mày khóc vậy? Bộ mày đói bụng hả? Thôi đi con. Dạ. Sao mày khóc vậy nhỏ? Ai làm gì mày mà mày khóc? Dạ thưa bà, cháu. Lại đây cháu. Cháu nhớ ba cháu lắm phải không? Dạ, hồi nào tới giờ cháu không biết mặt ba cháu. Má cháu nói ba cháu đi làm ở tuốt trên xứ Ban Mây Thuộc lận. Sao ông chủ nhà ba của Ngọc cũng đi lên xứ đó mà còn về thăm nó được, còn ba cháu thì cứ đi mất biệt ở trong rừng. Không biết chừng nào cháu có ba để được vui mừng, hay là ba cháu bỏ má cháu rồi nên không chịu về đây. Có nhiều đêm đương ngủ giật mình thức dậy, cháu nghe má cháu khóc nho nhỏ một mình. Cháu đến gần cháu hỏi má cháu sao má khóc, má nói là má buồn má nhớ thương ba. Ôi sao mà trời Phật thánh thần không giết mất cái thứ Sở Khanh tàn nhẫn bất lương điểu giả để cho đàn bà đỡ khổ không biết. Còn ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại cháu ở đâu? Sao mà không ai nuôi nấng giúp đỡ gì mẹ con cháu hết vậy? Dạ cháu có ông ngoại, chứ không có bà ngoại. Ông ngoại thương má con cháu lắm, nhưng ông ngoại cháu nghèo lắm, làm thợ mộc, lại đau, phải nằm ngủ trong nhà thương để người ta cho uống thuốc. Còn ông nội, bà nội cháu đâu? Dạ ngoại cháu nói ông nội bà nội cháu giàu lắm nên chê má cháu nghèo mà bỏ cháu bơ vơ. Ngoại cháu nói người ta đã khi mình á thì mình đừng có tới lui xin xỏ nhùm kẻ ăn mày. Ôi ông ngoại mày nghèo mà dạy mày nói đổng nghèo thắt ghét. Hèn gì bên nội mày không bỏ mẹ con mày thân sơ thất sở cho đáng cái đời. Dạ cô mời cậu lên. Ờ cô này là dạ dạ cháu tên Lài, là chú em ở nuôi cho con mở hai chủ nhà này. Lài, nói vậy thằng Nghĩa là con của con của cô em, cháu nội của Ủa chị xui có quen với con Vú này hả? Không, tôi nhớ mày mãi là tôi có quen với một cô gái cũng tên là Lài. Dạ thưa bà, có lẽ bà đã nhận lầm, hoặc là có quen với một người nào đó trúng tên tôi. Chứ riêng tôi thì mới lần đầu tiên gặp mặt và biết bà đây. Tôi có chồng, con tôi nó có cha, nhưng vô phước nên nó thành ra đứa con vô thừa nhân. Và sau buổi chia tay tôi mang niềm ly hận, vì kẻ ra đi không có lỗi để quay về. Vì ham giàu mà chồng tôi
lòng tôi đã lành, không giận phiền người bỏ mẹ con tôi. Mà tôi chỉ ráng lo nuôi dạy dỗ con thơ, để nó đừng học đòi theo cha của nó. Mà quá ra kẻ sợ khanh, chéo tai qua cho những ai nhẹ dạ non lòng. Trời, tội nghiệp thằng cháu này quá. Lại đây nội. Ủa, lại đây bà biểu con. Vẫn nhớ mày thân sâu chớ mong ngày quá bướm. Cô Lan, xin cô đừng nuôi mãi trong lòng khó quá hơn với những người đang ở trong những lụa vàng sao. Họ đâu có sung sướng gì hết. Tuy tiền bạc có nhưng mà ngày đêm họ vẫn mong mơ khát một chân tình. Thôi thôi con, ủa cô dẫn cháu nó vào ăn cơm đi. Chào bà đi con. Dạ chào bà. Dạ chào bà. Dạ xin phép. Con vú này vẽ mặt cái dễ coi mà giọng nói nghe khó ưa quá, nghèo mà sức. Để tôi biểu con Tú cuối tháng này cho nghỉ cho rồi. Dạ thưa má, có lẽ là tại nhắc tới cái chuyện cũ đó, rồi chị ấy nhớ tới, nó sanh trong lòng có nhiều oán hận, có cái giọng nói khó ưa vậy đó. Chứ hàng ngày chị ấy nhu mì nhũ mỹ lắm á. Thôi thôi thôi, dẹp cái chuyện đó đi. Bây giờ lo là chuyện nhà cửa của tụi con đây nè. Chị tính sao đây chị Hội? Cái vụ 5 triệu đồng tôi cho hai đứa nó làm vốn đó, chiều nay tôi sẽ đem lại chị Xui à. Hay là để chiều nay con lại nhà cậu Cò Mi đó, con lấy tiền về đem về cho má khỏi mất công đi cho nó mệt. Vậy phải à chị Hội à. Bây giờ chị em về ha, còn ở đây. Dạ nếu chị Xui có chuyện gì thì cứ lo đi đi. Còn chuyện hai đứa nó kể như yên rồi. Tôi còn ở lại đây chờ trời mát một chút rồi về lo gửi tiền cho tụi nó. Vậy thì tôi về trước nha chị. Chị Xui về sau. Má về nghe con. Con Tú đâu rồi? Dạ chắc vợ con lo cho cháu sao. Để con kêu nó nghe má. Thôi khỏi. Để má về. Lát nữa nó có hỏi à con nói cũng được. Dạ. Thôi chị ở đi chơi nghe chị Xui. Dạ chị về. Dạ thưa má, má có thấy cảnh của con ngang trái khổ sở biết bao nhiêu không? Trong lúc con đang an hưởng cảnh giàu sang thì mẹ con của Lài đó phải làm người ở mướn. Trọng ơi, chuyện đã qua rồi, con có trách má cũng không thể nào cứu vãn được. Má thấy thằng cháu nội của má, má thương đứt ruột, nhưng không biết làm sao đường hoàng, nhìn nhẫn đành phải cắn răng nuốt lệ thương thầm. Càng nghĩ suy má càng hối hận vô cùng. Nếu trước kia má đừng quan tâm đến điều môn đăng hộ đối thì đâu có lỡ làng giang vợ duyên con. Má đã tìm lại năn nỉ nhiều phen, nhưng nó vẫn không cho má có cơ hội chuộc lại lỗi lầm thuở trước. Ngày đêm má khấn cầu nó hồi tâm trở lại quê xưa, má sẽ bảo bọc dưỡng nuôi và hàng gắn lại. Má tính vậy là phải đó má. Đâu má bàn thử với Lại coi má.
Nghe nói là mày quýnh lên hả? Dạ thưa má. Tao biết mày còn thương con Lài lắm. Hôm bữa mày về với nhà nhờ tao lên thu xếp việc vợ chồng của mày là tao nghi lắm rồi. Bây giờ tao mới biết rõ là mày muốn về đây để gần gũi với con Lài. Chứ mày có thương mến gì vợ con của mày đâu. Má, có ai là vợ con của con đâu. Mà má biểu con thương với mến chứ má. Con nói gì lạ vậy trọng? Má, má ơi, má đâu có hiểu tâm sự của con. Vừa buổi tân hôn tưng bừng quá chút, tưởng đâu là mặn nồng hương lửa. Một sự thật bơi bài làm tan nát cả lòng. Vậy con, Hồng thú nhận với con đã có thai trước khi xuất gia theo chồng. Trời ơi, nàng xin con vui lòng tha thứ, sẽ đoán dứt tơ tình mà chung thủy với con. Má có ngờ đâu cơ sự quá phũ phàng, ngày càng thương cho thân phận của con Lại. Vợ tạm nhưng thâm tâm vẫn chua xót bẻ bàng, thương đứa con rơi mà chẳng dám lẫn nhìn. Thôi việc đó để sau rồi sẽ tính, bây giờ má về. Lát chiều con hay vợ con gì đó qua nhà lấy tiền, má về rồi nghe. Dạ. Dạ thưa thầy. Cô chủ biểu tôi thưa với thầy lên lầu cho cổ nói chút việc, rồi cổ còn đi qua nhà bà chủ má của cổ nữa. Em Lại. Dạ thưa cậu hai. Cậu làm ơn cậu để cho tôi được yên thân ở đợi, để tôi lấy tiền nuôi con và trả nợ đã vay trước của mợ hai. Cậu đừng theo báo hại tôi nữa, bao nhiêu đó cũng đủ rồi cậu hai à. Em sao kỳ quá à? Sao không lánh mặt anh hoài vậy? Đi đâu gấp dữ vậy? Tôi phải làm tròn bổn phận của một người ở. Tôi còn phải dọn dẹp mâm cơm, lau nhà, kêu em dậy, tắm rửa và dẫn em đi học nữa. Thôi 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 đi. Mâm cơm có chị bếp chị dọn rồi. Nhà sạch láng con à. Lau quét gì nữa. Con thì nghỉ hôm bữa hay bữa có sao đâu mà em sư. Em, anh muốn nói chuyện với em một chuyện thôi đó. Một câu cũng được nữa. Dạ, dạ thưa cậu hai. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, mợ hai sắp xuống rồi đó. Em nghe anh hỏi nè, em có cái gì với thằng Minh không đó, em nói thật cho anh biết đi. Chuyện đó thì tôi đã trả lời với cậu rồi. Không, anh không có tin. Không có gì với nhau mà tại sao anh hỏi em là nó. Chuyện gì vậy hả Minh? Cái tủ lạnh nó hư. Cái radio. Cái radio sao đó Minh? Ủa mà sao mình hỏi chị Vú? Thì cái radio nó rè rè hoài, nhức đầu quá đi. Hỏi cái chị Vú này ở nhà bà có lấy bà dặn nó phá vậy không biết nữa. Con gái của anh nó dặn đó chứ gì. Ủa vậy sao? Chị Vú à. Dạ. Rót cho tôi một ly nước mát coi. Dạ. Nè mình ngắm xem đi. Em mặc áo này có nổi không mình? Trời ơi. Đẹp lộng lẫy trai. Đẹp dễ sợ vậy đó. Thiệt không đó? Thiệt mà. Em đẹp như vậy đó. Mà mình có yêu em không? Dạ thưa cô, dạ nước đây. Để cho tôi. Chị ở đó chờ tôi một chút. Sao mình? Hả? Mình trả lời em vậy. Mình yêu em không mình?
Yêu. Yêu hả? Mình nói yêu em mà mình ngó đâu vậy hả? Tại kỳ quá, có người ta kìa, mình phải giữ ý tứ xíu trước mặt người ta vậy mà kỳ quá mà. Gì mà kỳ? Em làm anh ngượng quá mà. Cái gì mà ngượng? Chỉ là người ăn kẻ ở thì chị phải biết khôn, giả mắt ngơ tai điếc. Khi chủ nhà đùa giỡn, việc gì mình phải giữ ý tứ với ai. Nhưng thôi em đi nghe mình. Rồi mình đi qua bên má có cái việc gì không? Em muốn hỏi má về cách thức làm ăn. À vậy hả? Và mở tiệm cầm đồ em chưa có biết rành mạch. Sẵn tiện là mình ghé qua nhà cậu cầu mi nghe, để má đưa số vốn mà đem về. Rồi mình lo tu chỉnh làm ăn, mình đã bỏ trôi suốt mấy năm rồi. Tháng ngày vô dụng cũng qua mau. Em kêu người ta lên chi rồi để đứng đó chờ vậy? Đứng đợi chủ nhà một chút thì có sao đâu mình. Bổn phận người ở là phải hầu hạ, phải phục tùng mình, chứ xứng với đồng tiền mình trả công cho họ chứ. Mình mướn người ta là để người ta làm công việc thay cho mình, chứ đâu phải mình ý có tiền rồi đài đoạn người ta đâu. Chà, bình dân quá ha. Tôi vậy đó. Nếu anh mà về với ruộng á thì mấy con nhỏ tá điền nó mê anh lắm à. Thôi thôi, quê đi. Quê sao được? Vậy muốn ăn thua phải không? Rồi sao? Rồi tôi chịu thua đó. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Vậy đó, là em chịu lắm đó. Cứ đầu hàng là em cưng anh nhiều. Thôi, em lo đi đi. Rồi về cho sớm nghe. Anh ở nhà anh chờ nghe. Chị Vũ à? Dạ. Chị ở nhà chờ bé Ngọc thức dậy, lo tắm rửa thay quần áo cho bé Ngọc sạch sẽ, rồi đưa nó đi xem cine, cho cả thằng Nghĩa đi theo cho có bạn. Dạ. Nè, tiền đây nè. Dạ. Mình ơi, mình ơi. Gì ngồi đây kêu hoài à? Em đi nghe mình. À thì em đi đi. Lại em. Dạ thưa cậu hai, dạy chi? Lại à, sao em làm khổ anh hoài vậy? Em khinh anh, lại muốn trả thù anh, vì anh đã ngu muội để cho em phải sầu tuổi từ mấy năm nay. Không phải tôi khinh cậu, hay là muốn trả thù gì cậu. Tôi có làm gì đâu mà cậu nói là tôi làm khổ cậu chứ. Tôi giấu cái dĩ vãng đau buồn của tôi chỉ vì tôi muốn được yên thân đi làm thuê ở mướn, để có tiền nuôi con tôi và cho con tôi ăn học nên người. Không phải là vì anh muốn theo để quấy phá em đâu, nhưng anh chỉ sợ là em lầm cái thằng Minh mà em ăn hại thôi. Tôi không cần cậu dạy tôi điều đó. Tôi đã ngây thơ tin tưởng người ta nên tôi đã lầm và ân hận mãi cho đến ngày nay. Bài học cay đắng đó tôi đã học được rồi. Thì nay dầu cho anh Minh hay là cậu Minh hay là cậu Sở Khanh nào khác cũng không có gạt nổi tôi đâu cậu hai à. Lại em. Lại ơi, em đừng có nói với anh những lời mỉa mai cay đắng. Anh biết rằng đối với em anh là một tên Sở Khanh khốn nạn, đáng cho em chửi mắng cho bớt giận nguôi. Nhưng em đừng xem anh là một kẻ đê hèn, vì anh không có ý gạt lừa để phá hại đời em. Mà thật ra anh yêu em vô cùng và yêu em mãi mãi. Nhưng anh là một kẻ tầm thường, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Còn em thì lại vì chút tự ái nhỏ nhen mà quay lưng ngoảnh mặt, bỏ mình anh trước cơn phong vũ ba đào. Chuyện cũ đã qua xa mầm trong ký ức, cậu nhắc lại lúc này không ích lợi gì đâu. Anh biết em không muốn nghe, nhưng anh cần phải nhắc. Vì anh biết em đang cố tình che giấu một mối tình nồng thắm của em đối với anh. Trời ơi, nghịch cảnh trớ trêu, trái ngang chẳng lôi. Thời gian dầu gấp rút qua mau, không gian
dối dàng thay đổi lại. Lại ơi lòng của anh đây trước sau như một, anh vẫn yêu em như lúc còn chung sống ở trong điền. Lại ánh mắt của em đang long lanh ngời sáng khi nhớ đến những kỷ niệm êm đềm, thì tại sao em không chịu cùng anh nối lại mối duyên tình để hàn gắn lại vết thương lòng năm xưa. Lại em anh, lại anh vẫn yêu em, yêu say đắm và yêu mãi mãi. Chị Vũ ơi, má ơi, má đâu rồi má? À, má đây nè Nghĩa ơi, ở đó thì má lên. Lại em đừng, cậu hai, thực tế là đây, hiện giờ tôi là người ở của vợ cậu. Vừa rồi tôi đã để lòng mình mềm yếu trong giây lát, nhưng tiếng gọi của bé Ngọc và của con tôi kịp thời kéo tôi trở về thực tại. Tôi mong cậu thương và để cho tôi được yên thân ở đợ nuôi con. Cậu, em. Ủa, anh này kêu ai vậy kìa? Em ơi, em ở nơi nào? Có còn mùa xuân không em? Rừng vàng lá. Thôi thôi đi ông ơi. Ủa, hát bậy mà cũng hát ôm xồm. Em mới về đó hả? Ở nhà mình buồn quá à. Anh nhớ bài hát gì đó, không biết nữa, không anh nghe nó ngộ ngộ. Rồi ca chơi chứ đỡ buồn vậy mà. Sao rồi má đưa cho em đủ số tiền rồi chưa? Đây nè, bạc nhỏ nhiều quá ôm đặng thấy mồ hả? Trời ơi, người ta mong cho có tiền bạc thiệt là nhiều, thấy không? Ta càng nhiều càng tốt nữa, mà còn không có kìa. Còn mình lại chê nặng nhẹ rồi nữa. Thôi, đừng có ở đó mà lý sự. Má biểu anh á, là nhà cậu còn mi cho má nói chuyện gì đó. Đi liền bây giờ hả? Chứ đợi chừng nào nữa, mai má về dưới rồi đó. Anh đi liền đi, để má trông. Anh đi rồi nghe. Chị Vũ ơi, chị Vũ à, chị còn ở nhà hay đi rồi chị Vũ? Dạ. Má. Con, chị dẫn hai đứa nó đi coi cine chưa? Dạ, tôi đang sửa soạn dẫn đi đây. Ờ, đi đi, cho tụi nó coi một phim thôi à, rồi dẫn về cho em nó ngủ sớm một chút. Dạ, thưa má rồi đi đi bé Ngọc. Nghĩa, thưa cô chủ rồi đi đi con. Thưa má con đi chơi. Thưa cô cháu đi. Dạ tôi đi. Chị Hồng. Ủa, cô Quanh, ngọn gió nào mà đưa cô Lạc tới đây vậy? Chà, mắc lo làm giàu nên quên hết bạn bè rồi phải không? Ôi, làm giàu khỉ gì chị ơi. Lo cho có đủ tiền để ăn xài là muốn đuối rồi. À, để mình đem cất cái này đã. Cái gì vậy? Tiền bà má chồng mới cho 5 triệu để làm vốn đó. Nè, xin lỗi nha. Trong đám chị em bạn gái của tụi mình, chỉ có chị là tố phước hơn hết á. Có chồng đẹp trai, con nhà giàu, để được cha mẹ chồng cưng chiều giúp đỡ tiền bạc. Thì giàu chở không mà ăn suốt đời cũng hết của nữa. Như vậy cũng chưa đủ là hạnh phúc đâu cô à. Nè, bữa nay cô ghé lại nhà mình chắc cũng phải có chuyện gì lạ đây chứ chẳng phải không à. À, chị Vũ đâu rồi chị? Đi rồi. À, mà sao cô lại đặc biệt để ý tới chị đó vậy? Nè nè, cái mối đó coi lơ mơ gì mà ác ôn lắm à. Đừng có khi dễ nó mà lầm nghe chị. Cái gì mà lầm? Không lẽ nó... Nó tên Lài, nhân tình cũ của anh Trọng hồi còn với Điền á. Họ đã thầm lén yêu nhau trước khi anh Trọng thành hôn với chị. Kết quả là con Lài nó thọ thai và thằng Nghĩa thành đứa con rơi. Trời ơi, vậy mà tôi không hay cái gì hết á. Chưa đâu, chuyện đó đã xưa và hiện nay nó đang mê hoặc. Một người rất là đẹp trai quen với tụi mình hả? Rất là thân. Ai vậy anh? Anh Minh, anh mê con Lại đến quên cả tuổi tên. Anh Minh à? Ừ. Thế ý nó muốn gì hả? Là anh cũng chiều theo. Anh có bạn rất đông, vậy mà khi con Lại nó ra lệnh, nó buộc anh phải đoạn giao. Trời ơi, là anh lập tức anh lánh xa
Tức thật. Không lẽ tụi mình lại đi thua một con ở hay sao? Phải liệu cách trời chứ đừng để nó lên cao. Nè nè, tôi có cách này, ngặt gì tôi phải đi xa. Chỉ còn có đêm nay rồi tôi sẽ vĩnh biệt, bỏ đất Sài Gòn lên lao để tìm chỗ yên thân. Vì tôi đã nhận lời làm vợ hai của anh Lộc. Không lẽ vì cô đã có nơi yên thân yên phận rồi cô nỡ làm ngơ để con lại nó xỏ mũi anh Minh? Trời ơi, làm sao tôi làm ngơ được? Mà sao cô biết anh Minh mê con lại? Trời ơi, tôi gặp rõ ràng mà. Nè, chị có nhớ cái lần anh Minh bị tai nạn xe không? Nhớ chứ. Lần đó... Anh bớt rồi, đem đi lại phòng trưởng trả lo giấy tờ cho anh nha. Cô chủ lại phòng trưởng trại lấy giấy tờ. Nếu cô thấy tên tôi nuôi bệnh nó thì khổ á. Em đừng có lo, cô y tá của anh khôn lắm, dễ gì cô đưa giấy đó ra. Thiệt là khổ à. Chỉ vì anh đã chạy lo giùm cho ba tôi khỏi bị tội về cái vụ vé số á, đến nỗi bị tai nạn xe. Vì ơn đó tôi phải đưa anh đi băng bó và săn sóc cho anh. Lỡ cô Hồng cũng biết được thì rắc rối. Em yên tâm đi, không có gì đâu mà. Ôi cha, à cha cha cha, cái lưng sao nó ngứa quá à. Lại ơi, em lấy phấn nè, em soi bên anh chút xíu coi. Sao hồi nãy có cô Hồng anh không biểu cổ? Mau đi chỗ này nè, ở đó, 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 đúng rồi. Em ơi, anh nói không phải nịnh em nha, chỉ có mình em mà. Em làm cái chuyện này anh thấy dễ chịu. Ôi cha, ôi cha, đó, 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 đúng rồi. Ôi cha, bàn tay của em dịu dàng làm sao á. Đó, đó, chỗ này nè. Thôi, anh đừng có nói xàm mà. Lại, em biết không, em đẹp gấp mấy lần cô chủ của em á. Em biết không? Anh Minh à, gái giàu sang đâu tiêu chi. Anh nhìn xem, họ quyến rũ như là tiên. Cô Hồng đang yêu mến anh, sao lòng anh muốn đổi thay tình yêu. Tình thì như con bướm bay, khi nó tìm đi qua ai biết về nơi đâu. Hồng già quanh quá yêu anh, sao anh thở để họ đau buồn. Anh thật là tham lam, sắp là bác sĩ rồi mà còn dở giọng be he. Cô Hồng rồi đến cô Quanh, rồi giờ lại còn muốn chọc phá tôi à. Em, anh không có be he em đâu. Hồng hay là Quanh nó chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Chỉ có em là anh yêu em mà. Lại, anh Minh, lại, anh Minh, lại, anh nên đứng đắn một chút. Kìa, Quanh. Ban ngày ban mặt, hai người làm gì vậy? Đây là em Quanh, là người bạn cũ của tôi. Còn đây là... Là cô Lại, cô tá điền kim tình nhân, kim vú em của anh Trọng. Tôi biết cô Lại nhiều lắm, tôi uống dè cô hát xiệt hay quá vậy ha. Dạ thưa cô, tài hát xiệt hay nhất có lẽ thuộc về cô. Tôi còn nhớ hồi cô xuống chơi với điền của ông bà hội đồng thì cô với anh Minh đây là anh trai với em gái. Đến bây giờ thì cô lại là người yêu cũ của anh ấy. Quanh, tại sao em biết anh ở đây mà tìm? Anh đọc ở chỗ tin quốc nội anh sẽ thấy. Một cặp tình nhân giỡn trên xe Vespa, té bể đầu gãy vai, mùi quá. Danh dự trong bác sĩ tương lai của tôi quá. Con Lại nó là vợ chưa cưới của anh thiệt hả? Thiệt hay không em hỏi gay gắt chi vậy? Biết đó em nhắc làm cái gì? Nè 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 nè, tôi nhắc cho em biết lần chót nha. Không có ăn nhầm gì tới em hết á. Sao lại không ăn nhầm? Anh khinh thường tụi con gái Sài Gòn này hết ráo. Anh mới lấy một đứa con gái nhà quê. Nó là đầy tớ con Hồng. Mà con Hồng nó là tình nhân của anh. Bộ anh quên à? Cô nín đi. Tôi đã nhường cô cho thằng Trọng rồi. Mắc mớ gì mà cô lại ghen với tôi chứ hả? Con nhỏ đó là con hồ ly, bắt mất hồn của anh và anh Trọng. Em phải làm cho nó biết tay của em. Em
chịu thua Hồng, chú không chịu thua nói đâu. Quên. Trời ơi, tôi đâu có ngờ người mà tôi trao trọn tình đầu để phải ôm sầu lỡ làng duyên con gái, nay lại đem lòng phụ rẫy cợt liễu đùa qua với một cô gái như lại. Không phải cợt liễu đùa qua mà anh Minh anh tính chuyện lâu dài. Tôi quên, quanh vừa bảo Minh đã cùng lại thề nón hẹn điện xây đắp lâu đài hạnh phúc tương lai. Đối với kẻ đoạt tình tôi phải ra tay trừ khử nó cho thỏa lòng cấm tức. Trời ơi, bát tiền danh vọng dần không hơn một cô gái đèn quê nhan sắc quanh nơi hãy giúp tôi rửa cho xong tuổi nhục đớn đau này. Nếu chị muốn trừ nó, em sẽ giúp chị cách này. Hay tuyệt. Cô có nhiều mưu kế thật là khéo. Được rồi, tôi sẽ làm liền đêm nay. Chừng đó cô lại đây để phụ với tôi nha. À, tối nay em không có lại đây được. Ủa sao vậy? Em kẹt đi ăn cơm với anh Lộc. Ừ, nhưng mà cần gì phải có em. Một mình chị cũng được mà. Chị chỉ mắc công kia điện thoại lại đằng bót cảnh sát, nói vài câu là người ta đem xe tới xúc nó đi liền. Chừng xong việc, chị nhớ gọi điện thoại ra nhà hàng quốc tế bàn số 23 cho em hay, để em mừng hùng với chị. Ủa, sao con về sớm vậy? Dạ con không có đi coi hát. Rồi nãy giờ chị Vú dẫn con đi đâu? Dạ Vú dẫn con đi ăn kem, rồi có vô nhà thương thăm bác Minh nữa. Đó, chị thấy chưa? Họ liên lạc mật thiết với nhau lắm mà. Con chào dì đi con. Dạ chào dì. Cái con này ghê gớm thật. Má giận con sao? Má nói má ghê gớm con hả má? Không, má nói chuyện của người ta mà. Còn chị Vú đâu rồi con? Dạ Vú gặp ông ngoại của thằng Nghĩa ở trước cửa, rồi Vú biểu con vô trước để Vú xin tiền ông ngoại của thằng Nghĩa, rồi Vú vô sau. Thôi con lên lầu đi. Dạ. Chị đừng có vội nóng mà hư việc hết. Nội đêm nay chị Vú mạnh giỏi hả chị? Dạ cảm ơn cô. Dạ thưa cô mới đến chơi. Tôi lại đây từ giả chị Hồng. Mai tôi lên ở luôn trên đồn điền của chồng tôi ở Plau á. Làm lại cuộc đời cho yên thân chị à. Tôi xin chúc mừng cô. Nghe nói chị sắp có tin mừng phải không chị? Dạ. Mã hạng nào đó? Đẹp gái như chị thì phải có kỹ sư, bác sĩ, như bác sĩ Minh vậy đó. Đi cưới chị mới xứng chứ. Dạ đâu có. Tại họ đồn vậy chứ. Chứ anh, ông Minh với tôi đâu có gì. Dạ cô thương mà nói vậy chứ. Chứ nghèo như tôi ai thèm cưới. Chị đừng có giấu, tôi biết rồi. Thôi, chị đi lo làm công việc đi. Để lát nữa đây rồi bà lại rầy tôi là nhiều chuyện, làm cho chị bỏ bê trễ nải nữa. Dạ xin phép cô ở chơi. Đó, chị thấy chưa? Tôi hỏi khéo cái vụ đám cưới thì nó ấp úng, rồi chối yếu xìu hà. Nè, chị đừng có để dây dưa nữa rồi khổ với nó à, nghe không? Nhất định rồi, tôi sẽ làm theo kế của cô ngay đêm nay thôi. Chị nhớ gọi điện thoại cho em hay với ha. Chị Vú, chị xuống đây chi vậy? Dạ tôi có chuyện muốn thưa với cô. Chị bỏ con tôi ở trển một mình à? Nó sợ rồi sao? Dạ tôi có chỗ em nó ngủ yên rồi. Sao chị không ở trển quạt mũi? Dạ tôi bỏ mùng tôi tấn kỹ đàng hoàng rồi tôi mới xuống đây đó. Chị muốn nói gì với tôi vậy?
Dạ, hồi chập tối tía tôi có đem tiền lại cho tôi để tôi thối trả lại cho cô 2 tháng lương của tôi đã mượn trước. Chị nhất định xin thôi việc à? Dạ, tôi cho cô hay trước là tới cuối tháng này tôi nghỉ. Dạ, dạo này tôi bệnh quá nên giữ em không có nổi. Xin cô vui lòng cho tôi thôi việc để tôi về nhà dưỡng bệnh. Mặt chị tươi rói à? Đàn ông nhìn tới là chết mê, chết mệt như vậy mà bệnh cái nỗi gì? À, tôi biết rồi, chắc là chị mắc bệnh đau tim. Và chứng bệnh lạ kỳ này phải có một bác sĩ thân mật như người chồng. Cứu chữa tận tâm thì mới mau hết bệnh. À quên, chị có bác sĩ nhà thì có đáng gì lo. Dạ, tôi đâu có quen ai mà cô nói như vậy. Với mắt thánh thì dễ thưa dễ gì che lấp được. Chị quyết nghĩ làm, mà tôi giữ lại thì cũng khó coi à. Còn cái thẻ kiểm tra cô vui lòng cho tôi lại. Có gấp gì đâu mà chị vội vàng lắm vậy. Chị đưa tôi cất đâu? Bây giờ tôi quên mất rồi. Để cuối tháng này chị nghỉ hả? Tôi trả lại cho. Tôi thấy cô để vào hộp cất ở trong tủ kia kìa. Tôi quét dọn cái tủ này và đem cất rồi không biết ở đâu nữa. Có lẽ kiểm tra của chị ở trong cái tủ này nè. Để hôm nào tôi rảnh tôi kiếm đó, rồi tôi trả lại cho. Dạ, cô nhớ kiếm dùm cái thẻ kiểm tra cho tôi nghe cô. Đi đường mà không có giấy tờ trong mình tôi phập phồng quá à. Ừ, bây giờ chị lên coi chừng em đi, để nó giật mình không có tốt đâu. Dạ. Alo, nhà hàng quốc tế đó phải không? Dạ, dạ chào ông quản lý. Tôi muốn nói chuyện với cô Oanh ở bàn số 23. Ông làm ơn gọi cô ấy giùm tôi nha. Dạ, dạ, cảm ơn ông. Alo, Oanh đó hả? Xong rồi, đoạn đầu thi hành đúng như lời cô dặn đó. Mà chừng nào cô tới vậy? Hả? Anh Lộc không cho cô tới à? Thôi được rồi, cô không tới được thì cũng không sao đâu. Tôi vẫn làm y theo kế hoạch của cô đó. Chúc cô đi lên plao mạnh giỏi nha. Và hạnh phúc nữa. Cảm ơn cô. Chào cô nha. Chị Vũ ơi. Dạ. Chị xuống coi chừng nhà nè. Tôi đi ra ngoài một chút nha. Dạ, tôi xuống liền đi cô ơi. Cô này, mình chưa kịp xuống là vội bỏ đi rồi à. Trời đất, cô này vô ý hết chỗ nói mà. Trời ơi, mở tủ bỏ đi như vậy. Trời đất ơi. Ý, không được. Lỡ xui cái... họ nói mình ăn cắp tiền thì mắc cỡ chết đi. Mà đâu có sao, đã nhiều lần rồi chứ đâu phải mới lần này là lần thứ nhất. Thôi thà mình khóa kỹ đàng hoàng hơn là để như vậy, lỡ trong nhà rồi có ai tham thì mình cũng mang tiếng. Bố người ta đang cắp tiền, bố người ta cho lấy tiền với tôi nè, bố người ta. Dạ không phải vậy đâu cô ơi. Mày còn chối nữa hả? Tao bắt quả tang chứ bộ tao vu oan mày sao lại? Dạ không có cô ơi, tôi. Mày đi lại bó với tao, tao cho mày ở tù rụt xương. Khốn nạn, đi không? Khốn nạn. Cô ơi, gian tham. Tội nghiệp tôi mà buông tôi ra. Tội nghiệp tôi mà cô ơi. Tao cho mày mang xấu chứ buông mày ra sao được. Đồ chó. Buông tôi ra. Cô đừng có vu oan cho tôi. Tiền của cô đâu có mất mát gì. Cô mà cô đánh tôi nữa tôi không nhịn cô đâu. Mày không nhịn tao à? Mày không nhịn tao rồi mày làm gì tao? Mày giết tao à? À, tao biết rồi. Mày muốn giết tao để giật chồng tao phải không lại? Cô đừng nói vậy nha. Tôi không có giật thứ gì của cô cả. Tiền cũng như chồng của cô tôi đều không thèm. Nếu mà tôi quyết lòng giành giật thì cô không có hơn nổi tôi đâu. Cô đừng có vô quan cho tôi. Má ơi má. Vũ ơi Vũ. Vũ lên đây. Má lên đây nè. Ngủ đi con, ngủ đi. Nè, cô như cô đừng có ỷ vào mà quan hiếp tôi. Tôi không có phục cô đâu. Tôi xin thôi, nhưng không phải đợi đến cuối tháng này.
mà tôi ra khỏi nhà cô nội trong đêm nay nè. Tao cho mày đi vô khám cho mày hết treo đeo. Hết. Alo. Dạ, có phải bố cảnh sát quận 3 đó không ạ? Dạ, thầy làm ơn cho phép tôi điện đàm với cảnh sát trưởng. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào ông cảnh sát trưởng. Dạ, tôi là chủ nhân biệt thự Hồng Ngọc, số 279A/1A. Vừa bắt quả tang chị Lài, người vú của con tôi, mở tủ nhà tôi ăn cắp trên 5 triệu bạc, một số nữ trang đắt giá. Dạ, xin ông cho. Ý, ai nằm đây? Ơ kìa, cô. Trời ơi, mau. Cô ơi, cô, tỉnh lại đi cô. Cô ơi, cô. Ôi, ôi đau. Cô ơi, cô làm sao mà té như vậy vậy cô? Không, tôi không phải té. Vậy sao cô lại nằm đây? Trời ơi, ở sau óc cô máu ra nhiều quá. Để tôi kêu người ta chở cô đi nhà thương nha. Tôi bị người ta lén đập đầu. Ai đánh cô? Nãy giờ tôi đâu có thấy ai vô nhà. Nó mặc áo trắng, quần đen, mang giày. Chắc là tôi chết. Cô ơi, cô Hồng ơi, cô ráng gượng để tôi đưa cô đi nhà thương. Không kịp đâu chị ạ. Cô Hồng ơi, cô đừng nói vậy. Trời ơi, rồi cô biết cô bề nào quá thì. Trời ơi, bé Ngọc ra làm sao? Chị thương con Ngọc lắm. Tôi biết. Chị Lại, chị có ghét tôi không? Không, tôi không hề ghét cô. Cô Hồng ơi, cô đừng bỏ Ngọc mà. Tội nghiệp nó mà. Cô Hồng ơi, cô Hồng, cô ráng gượng để tôi kêu xe cứu thương nha cô. Đừng. Hãy nghe lời tôi nói. Chị Lại. Dạ. Tôi nghe lời con quanh tôi ghen với chị, nên kim chuyện đi làm xấu chị. Nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn phải nhận chị là một người tốt. Chị Lại. Dạ. Nếu chị có thương tôi, thì sau khi tôi nhắm mắt ly trần, bỏ lại đứa con khờ, nhờ chị nhủ lòng nuôi dạy giùm trẻ thơ. Tuy nó có mẹ cha mà cũng như không. Nếu tôi chết rồi thì nó phải bơ vơ. Sẽ hết ngay. Nhờ chị thương bé Ngọc, mồ côi khi còn quá dại khờ, và nó chính là con tôi và anh Minh. Cô ơi, tôi hứa là tôi sẽ coi bé Ngọc như là con của tôi vậy. Cô. Tôi chết rồi. Cô Hồng. Tôi nghi không lầm, đúng là có án mạng thật rồi. Mời cô đứng qua một bên đi. Nè, gọi xe cấp cứu mau lên. Mấy anh lấy dấu tay ở trên tủ, trên tượng đồng, và chụp hình những chỗ khả nghi nha. Dạ. Dạ, trong tủ không có tiền. Nạn nhân bị hai vết thương ở sau óc. Có lẽ hung thủ đã dùng cái tượng đồng kia kìa. Dạ có lẽ đúng vậy. Hiện giờ nạn nhân đang lâm vào tình trạng hôn mê trầm trọng, và nếu xương sọ bị bể thì sợ e khó sống. Xin phép chúng tôi đưa nạn nhân về bệnh viện cấp cứu. Khiêng đi mấy anh. Dạ chào ông cảnh sát trưởng. Trong nhà còn có ai nữa không cô? Dạ.
Dạ, chỉ có hai đứa nhỏ đang ngủ trên lầu, còn ông chủ thì đi vắng từ chiều lận. Chị Vũ ơi. Má, gì vậy má? Mấy ông này vô đây chi mà đông quá vậy? Trời ơi, sao tay má máu không vậy? Mời cô về bót để lấy lời khai. Tại sao tôi phải về bót? Có nhiều bằng cớ chứng tỏ chị đã giết cô Hồng để đoạt tiền. Mời chị. Không, dầu cho cô Hồng có bức hiếp tôi, nhưng tôi không hề có ý định giết cô ấy. Chính cô đã trối với tôi là người giết đó, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi dài bít. Dạ thưa ông, đây là chủ nhà, chồng của cô Hồng. Dạ chào ông cảnh sát trưởng. Chào ông, chúng tôi đang cần gặp ông đây. Vợ ông bị đập bể đầu và số tiền hơn 5 triệu bạc của ông trong tủ đã mất rồi. Trời, nhưng tính mạng của vợ tôi hiện thời bây giờ ra sao vậy ông? Bệnh tình rất trầm trọng và có thể cô này là hung thủ. Hả? Lại là thủ phạm à? Không, không đời nào, không bao giờ tôi nghĩ lại làm như vậy. Trong khi vợ ông bị tai nạn thê thảm, thập tử nhất sanh, ông không lo lại đi bào chữa cho người có thể là hung thủ giết vợ ông à? Vậy chắc cô Lại là người quen cũ của ông phải không? Alo. Dạ dạ phải. Dạ 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 có đây. Dạ thưa ông Đặng Ti gọi ông cảnh sát trưởng. Alo. Phải. Tôi đây. Sao? Vậy à? Cô Hồng chết rồi. Hả? Vợ tôi chết. Bây giờ xin cô Lại khai lại cho chúng tôi nghe rõ. Thủ phạm giết cô Hồng là người mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi giày bít có phải không? Dạ, thủ phạm mặc áo sơ mi trắng, quần... Dạ, tôi không nhớ nữa. Dạ. Cô gian xảo lắm. Cô muốn che chở cho tình nhân à? Mời cô đi ngay về đến phòng điều tra, xem cô có chịu nói thật không cho biết. Dạ, dạ con lại ông cò, xin ông cò đừng bắt má con tội nghiệp. Vũ ơi, má bỏ em đi mất rồi, Vũ đừng bỏ em đi Vũ. Mời chị đi. Trời ơi, tôi vào khám rồi ai nuôi con tôi? Con vào khám với má à? Em đi nữa Vũ ơi. Nghĩa ơi, Ngọc ơi, trời ơi, ai nỡ nhận tâm lấy máu tan thương. Rồi ai trách móc buồn vui, lửa hương tuy chẳng mắng nồng nhưng cũng đau lòng trước lúc lìa xa. Xin cô cậu cứ yên tâm, đừng có lo gì cả. Tôi sẽ cố công tra xét vụ này, công lý lúc nào cũng sáng tỏ và công bằng. Tôi tin là sẽ tìm được kẻ sát nhân cho. Con Nghĩa, con Ngọc, má đi nghe con. Hai con ở nhà với ba đây nè. Xin mời cô. À anh Trọng à, mình vào nhà nói chuyện tiện hơn. Đi anh, đi. Ủa, ai đây? Tôi đây. Trời ơi, Oanh. Ừ, em đây nè. Kìa, hai làm gì mà kinh ngạc như là thấy ma vậy?
anh Minh. Anh đi đâu lâu quá à, làm em chờ muốn chết vậy đó. Chà, dạo này coi bộ hai anh bồ với nhau ghê quá ha. Còn em, em đến đây làm cái gì nữa? Anh đã nói rành mạch với em rồi khi mà anh không thể nào chứa em trong cái nhà này. Vì bà chủ nhà này bà khó lắm, bà cũng không bằng lòng cho anh đem gái vào đây nữa. Dầu đây là nhà của anh thuê rồi cũng vậy. Anh Minh, anh nỡ xua đuổi em như vậy à? Không, không phải là anh xấu với em. Nhưng mà thật tình mà nói đó, anh không thể giúp em được ngoài chút ít tiền bạc theo khả năng của anh. Trời ơi, anh Minh, anh biết không, em định đến tìm anh lần này là lần sau chốt. Vì em tưởng đâu anh còn yêu em và có thể bảo bọc che chở em như trước kia anh vẫn thường nói. Em không về, các anh tàn nhẫn bỏ rơi em như vậy, đồ điếu giả, đồ khốn nạn. Quanh, quanh, đừng làm vậy, kỳ lắm. Quanh, em đừng nóng nảy như vậy, em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói nè. Đã lâu rồi anh định xa lìa nếp sống xấu xa đê tiện trước kia để mà sửa đổi lại thành một người đứng đắn. Nhưng mà nếu em cần một số tiền để tạm sống thì anh có thể chạy lo số tiền ấy cho em. Tiền à? Lại tiền? Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Không, tôi không cần anh phải chạy lo tiền cho tôi nữa. Tôi giàu rồi, em giàu rồi, nghe rõ chưa? Anh biết không, nắm tiền trong tay là tôi vội vã kiếm tìm anh. Để được nghe anh vui vẻ nhận làm chồng như anh đã hứa với em. Lúc anh nằm trong nhà thương, ngờ đâu em đến đây để nhìn vẻ mặt phảng phất lạnh lùng. Trời ơi em khổ vô cùng, đã yêu lầm kẻ bất lương. Trước đến nay quanh đã con nhỏ thượng hạng cao bồi, đâu có quỷ mị mềm, đau khổ tuyệt vọng như hôm nay. Đâu thử anh vỗ nó xem. Quanh ơi em đừng khóc đừng buồn, nào đâu có ích lợi gì. Không, anh đừng có đụng đến tôi. Một đứa dòng ân bồi nghĩa ba tình, suốt đời chỉ biết thương tiền. Hãy dám ra, tôi ghê tởm lắm. À, có kìa quanh. Có gì mà em sĩ mong, anh đâu có phụ nghĩa giống anh. Trời ơi còn gì nữa mà nói là không. Em làm ra cớ sự là vì ai? Em muốn nói cái gì vậy Quanh hả? Em nói vậy đã mấy hôm rồi, em không ăn mất ngủ, mà lúc nào em cũng thấy cái cảnh chết chóc ghê gớm. Nghe đuổi theo em sợ lắm, em sợ lắm. Em sợ à? Em sợ cái gì? Em sợ ai vậy Quanh? Em sợ vợ của anh Lộc, nó đang lùng kiếm em khắp nơi. Nó có thể giết em, nó sẽ đập đầu em một cái tượng đồng, rồi em sẽ ngã chết mà không kêu được một tiếng nào. Em sợ lắm. Em sợ phải chết thê thảm như ông. Vậy mà không ai che chở anh, không ai cứu giúp gì cho em hết sao? Vậy tại sao em lại nhắc đến cái chết của con Hồng hả? Con Hồng nó ỷ vào, nó cướp anh, cướp Minh, cướp hết. Nó cướp những thằng đàn ông ham tiền của nó. Nó chết, tôi không tiếc thương gì cho nó, nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn bị người ta giết như nó. Vì tôi sợ phải gặp nó dưới âm phủ. Kìa, nó chết. Kìa, nó nằm kia. Đầu của nó bị đập lõm vô ở phía sau. Thì ghê quá. Trời ơi, đừng có nhìn tôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Quanh, em nói cái gì vậy? Hả, em nói cái gì? Anh Minh,
Anh là hy vọng cuối cùng của em. Anh khỏi lo vấn đề tiền bạc. Em có nhiều tiền lắm. Em có nhiều lắm. Em có dư giả để lập một tổ quyên ương đầm ấm. Em chỉ cần có anh ở gần bên cạnh để bảo bọc che chở cho em mà thôi. Anh ơi, chúng ta sẽ đi thật xa, đi khỏi cái chốn này, chứ ở đây họ sẽ giết em anh ơi. Nhưng em sợ gì? Ai sẽ theo đuổi để giết em? Ai? Anh Minh, em sợ lắm. Em sợ ma nó hiện lên để đòi mạng em. Quanh, em nói nó là ai hả? Có phải em muốn nhắc tới Hồng không? Không, không phải Hồng, không phải nó. Em mới nói gì đây? Anh Minh, nếu anh không giúp em thì em phải tìm người ta để nhờ cậy, để họ che chở bảo bọc giùm em, cho đời em không lẻ loi đóng lạnh, mà không cần đến kẻ vô lương ích kỷ đã những tâm bụi bạc đê hèn. Khoan, cô đứng lại. Còn cô lương tâm có bình tĩnh yên lành, hãy bị ám ảnh vì một quan hồn. Không có gì mà lương tâm tôi lại chẳng yên. Ông muốn gì đây, sao ông lại nói nghe lạ kỳ? Tôi muốn nghe cô trả lời một câu hỏi này rồi tôi để cho cô đi. Ông muốn hỏi gì? Cô nên nói thật cho tôi biết, có phải là trong đêm xảy ra án mạng, bà Hồng đã gọi điện thoại nói chuyện với cô, rồi một lát sau là Hồng bị chết, có phải vậy không cô Oanh? Không, đêm đó tôi... Sao? Tôi đang ở trong nhà hàng quốc tế. Tôi không có ý giết nó. Tôi không biết gì về cái tượng đồng, về số bạc 5 triệu đồng. Tôi không biết gì cả. Nó chết, nó chết rồi. Sao tôi nhắm mắt là thấy nó? Kìa, nó nhìn tôi kìa. Không, tao sợ mày lắm. Đừng theo tao nữa Hồng ơi. Tao đâu có ý định giết mày. Tao không có giết mày. Tao không có giết mày. Quên Quên. Anh Trọng ơi, dường như tiếng la thất thanh của anh. Mình đi ra xem có chuyện gì anh. Đi, đi mau, đi. Chà, máu ra nhiều quá. Anh ơi, để tôi kêu xe cấp cứu Quanh nha. Quanh ơi, em mới tỉnh lại Quanh ơi. Dạ, không sao đâu anh Ba. Có sao không em? Anh Minh là bác sĩ mà. Vậy thì hai ông hãy tạm cấp cứu trước đi. Tôi đi gọi cảnh sát viên tới lập biên bản. Dạ, thưa ông cảnh sát trưởng, xin lỗi. Dường như ông đã nhiều ngày theo dõi Quanh phải không ông? Có sao không hai ông? Dạ không, xong rồi, mạch yếu lắm. Chở cô ta đi nhà thương, mau lên, đi. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu, chờ họ tới chở đi liền. Không, đừng gọi, đừng chở tôi vô nhà thương. Tôi chỉ muốn ở lại đây nói một chuyện với anh Minh và anh Trọng. Cô Quanh, cô còn nhớ tôi không? Tôi đáng tội lắm. Tôi sẵn sàng đền tội, nhưng tôi chỉ muốn gặp chị Lài. Vì sợ liên lụy đến ông Trọng và ông thân nên cô Lài nhận tội giết cô Hồng. Giờ cô Lài bị giam rồi, cô muốn nói gì thì cứ nói với tôi. Ông cảnh sát trưởng, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, nhưng phải cho tôi gặp chị Lài thì tôi mới yên tâm nhắm mắt. Được rồi, tôi xin cố gắng làm theo lời ước muốn của cô. Tôi sẽ trở lại với cô Lài. Anh Trọng, hãy lại đây với em. Em muốn giận gì anh đây? Anh có giận hờn gì em không? Anh không giận hờn gì em cả. Quán giận em rồi Hồng sống lại được đâu. Em ngu muội vô cùng. Em định trả thù Lại và anh, mà cô muốn nhổ luôn cái gai trước mắt là Hồng. Lửa hờn ghen sôi dậy trong lòng em không kềm chế nổi. Do đó em đã gây ra điều tội lỗi. Khi lỡ tay giết bạn rồi em mới ăn năn
hối hận. Và việc đã qua biến thành cơn ác mộng, ám ảnh em suốt cả mấy đêm dài. Giấc ngủ không yên và lo sợ đêm ngày. Đôi mắt hồng nhìn em như căm hờn oán trách, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Tâm thần em bất định như muôn cuồng điên, thì mai sau tai nạn này lại xảy đến. Cho tiêu tan những nghiệp chướng quan khiên, và linh hồn em sẽ siêu thoát nhẹ nhàng. Thôi, em nằm nghỉ đi, đừng có nói nhiều mà mệt, mà hao tổn tinh thần. Không, em phải nói để không còn nói được nữa bao giờ. Tiền không phải là yếu tố để tạo nên hạnh phúc gia đình, nhất là của Phi Nghĩa thì lại càng vô dụng. Khi mình chưa hết hẳn lương tri, Hồng với em đều ích kỷ tham lam. Thêm thôi tự kiêu, tự tôn tự đại, muốn hại người ta thì lại rước họa vào thân. Giờ đây tạo hóa chi công, những kẻ gieo gió thì lần hồi gặp bão. Chỉ còn lại cô lại nở na đức hạnh, xứng đáng với tình anh và sáng tỏ luật trời. Anh Trọng. Quanh, em đừng nói giọng bi quan chán nản nữa. Anh Trọng, hãy nằm im, nghỉ cho khỏe đi em. Quanh, Quanh ơi, anh mới đúng là kẻ gây nên tội. Anh là người đã hại đời em rồi, Quanh ơi. Quanh Minh, từ nay anh nguyện sẽ sống như một người chân tu đạo hạnh, ăn năn sám hối, và để đáp lại mối tình chung thủy của em suốt trọn đời của anh. Anh Minh, em không ngờ khi gần chết em mới tìm thấy chân hạnh phúc. Quanh, chị Lại, em chờ chị nãy giờ đấy. Cô Quanh, trời ơi, trời ơi, tôi không ngờ cô lại đến nông nỗi này. Chị Lại, chị hãy nói lời tha thứ cho em chết mà linh hồn được nhẹ nhàng cởi mở. Cô Quanh à, cô đừng nói như vậy. Tôi đâu có oán hờn gì. Chị, có điều gì cần hỏi em phải không chị Lại? Dạ, việc này, dạ không phải em, dạ em muốn biết. Chị muốn biết về cái chết của Hồng phải không? Bây giờ em xin thuật sơ cho chị biết, và cũng giúp nhà chức trách kết thúc cuộc điều tra. Em bày mưu kế cho Hồng làm xấu và hại chị, rồi em giết Hồng. Em đã nhìn tận mắt Hồng đổ máu, ôi giọt máu quang thiên. Hồng nhìn em với đôi mắt trần trần, sắp chết mà Hồng chưa hiểu tại vì sao. Em muốn chiếm lấy anh Minh nên mới gây
tha tội cho anh. Cô yên lòng, tôi không oán trách gì cô đâu. Trời ơi, sao lạnh vậy nè? Trời, làm sao cứu được cô Oanh bây giờ? Để tôi chở Oanh đi bệnh viện may ra. Đem cô Oanh đi cứu chữa là để khỏi ân hận về sau, chứ không mong gì cô ấy sống nổi đâu. Dạ, còn trường hợp của Lại, theo lời khai thú tội của cô Oanh thì kể như cô á vô tội. Kìa má. Con. Vũ. Con. Ba. Dạ chào ông. Nghĩa, Ngọc, hai con lại đây với má. Lại, má đã vận động chạy lo trạng sư biện hộ cho con, chắc không bao lâu sẽ được tự do. Đó là chuộc tội của má sai lầm với con hồi trước đó Lại. Dạ thưa. Quỳnh đã thú tội giết Hồng nên Lại đã được vô tội má. Như vậy là phước đức quá. Dạ, mời ông và cô trở lại bót. Ủa, sao lại? Dạ, trở lại để làm thủ tục giấy tờ trả tự do cho cô Lại, chứ không có gì đáng ngại đâu. Khi xong vụ này trở về điền, má sẽ lo đám cưới cho tụi bay. Dạ thưa, chúng con gần nhau như vậy là được rồi. Dạ, xin đừng làm tổn vong linh người đã mất. Lại, con thật là hiền đức. Dạ, xin mời cảnh sát trưởng đi trước. Nghĩa, Ngọc. Dạ. Lại đây bà nội bồng chút coi. Ôi, hai đứa bay nặng quá. Nặng thì nặng nhưng mà khỏe cái thân già biết mấy nữa.